vàng thôi. Rồi, đang mặc chế nào lấy chọn giùm em nha cả nhà ơi. Là A, D cả nhà ơi. Ôi chị 52 con, 52 con thì chị nhắc vào cái hẹn mình chọn sao số 2 luôn cho em là vừa là đẹp luôn cho chị nha. Mà hiện tại đang cầm đó con A. Như con vịt bầu vậy hả? Thì ngu thầy. Nó gọng với thầy như con vịt vậy đó thầy. Ôi chị 52 con. 52 con là mình chọn size số 2 luôn cho mình là vừa đẹp luôn cho chị nha, giỏi không? Đây, con này chị nào lấy chọn giùm em gì? Đây con này AD 18 cả nhà ơi, AD 18 89.000 luôn giùm em nha. Rồi 42 con là mình chọn giùm em là size 1 cục vàng ơi. Rồi em đang mặc là AD 14 cả nhà ơi. Còn chị 45 con này chị nhắc phạt có những hẹn mình chọn size số 1 luôn cho em là vừa và đẹp cho mấy chị nha. Trời đang vào phiên like tim tim chấm chấm phần hình luôn cho mình đi mấy chị. Rồi con này chế nào lấy chọn giùm em là AD 12 cả nhà ơi, AD 12 89.000 luôn giùm em. 47 con là size 1, 52 con là mình chọn giùm em là size 2 đã đặt. Cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha, bên em có kèm sản phẩm tri ân cho chị nha. Một áo cũng có cho mình, hai áo cũng có luôn. Và mẫu này hiện tại là mẫu AD cho mấy chị nha. Phó giáo đã cho chị là 89.000 một áo cho mấy chị ngày hôm nay nha. Lên chiều cao kèm với cân nặng của chị luôn là mấy chị sẽ mặc vừa và mặc đẹp lên nha. Lên chiều cao kèm cân nặng giùm em đi cả nhà ơi. Em tư vấn size cho mấy chị rồi, mấy chị vô dọn hàng mấy chị đặt luôn giùm em nha. Rồi 89.000 luôn giùm em đi cả nhà. Với em ơi 42 con là mình chọn giùm em là size 1 nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là con mã AD 8 cả nhà ơi. AD 8 89.000 luôn giùm em nha. Còn mình 52 con là chị nhất vào cái hàng mình chọn size số 2 luôn cho em là vừa luôn cho chị nha. Đã đặt, cảm ơn chưa đặt hàng đặt đơn luôn nha. Bên em có kèm sản phẩm trơn cho mấy chị hôm nay mà chị nào có đặt đơn á. Rồi con này form cực kỳ đẹp luôn giùm em AD 8 cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD 8 89.000 luôn. 1m52 cân là mình chọn giùm em là size 2. 48 con là mình chọn giùm em là size 1. Chắc phải gì ạ? À? Dạ chưa, con này chắc phải bên em sẽ phải thun lưới cho mấy chị luôn nha. Chắc phải thun lưới mềm mịn co giãn thoải mái thoáng mát cho mấy chị rất là nhiều luôn nha. Đã đặt rồi, cảm ơn chị luôn nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD 9 cả nhà ơi. Rồi con này chế nào lấy chọn giùm em là AD 9. Thôi em mặc là số mấy quên em rồi. Phải đăng ghim. Em đang mặc là AD 14 với chị Anh Kỳ, chị Thanh Vân vậy ơi. Đây em đang mặc là AD 14. Con em đang mặc cái hoa văn ở trên áo mấy chị nhận về mấy chị thấy nó đẹp hơn ở trên hình em like rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Màu bên ngoài nó chuẩn hơn mà cái hoa văn này nó độc nó lạ nữa cả nhà ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em AD 14 cả nhà ơi. Còn chị 59 con là mình nhắc sau hàng mình chọn size số 3 luôn cho chị là vừa đẹp nha. Dạ chị đó. Anh Kỳ ơi, cảm ơn chị luôn nha. Trời ơi, có 89.000 không tin được luôn á cả nhà ơi. Con này em về cho mấy chị số lượng ít nha. Hôm qua giờ em like rồi cả nhà ơi. Nên bây giờ mỗi size em còn tầm khoảng mấy con nữa là hết sạch nha. Hôm qua về nha mấy chị ơi. Mỗi size em được 100 áo mà hôm nay nó hết sạch rồi đó cả nhà ơi. Nên mấy chị ơi, mình cố gắng mình vô giỏ hàng mình săn giùm em nha. Có miễn ship không em? Dạ chưa, hồi nãy giờ mấy chị mua là toàn đường miễn ship cho mình rất là nhiều luôn nha. Tranh thủ lấy luôn cho chuyện con về mặt thử đi mấy chị. Hàng em like sao mấy chị nhân ngày y chang hình như vậy luôn cho mình nha. Mà hiện tại đang cầm tiếp theo là có con AD 16 nha. AD 16 89.000. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD 16 89.000 luôn giùm em. 42 con là mình chọn giùm em là size 1, 57 con là mình chọn giùm em là size 3. Em đang mặc là AD 14 mất cục diện ơi. Em đang mặc chế nào lấy chọn giùm em mã sẽ là AD 14 89.000 luôn giùm em nha. Form đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy áo được miễn ship à? Dạ chưa, hồi nãy giờ mấy chị mua một áo là mình đã được miễn ship rồi nha. Còn phải ship hay không thì mình thử đi chị. Nãy giờ mấy chị mua toàn là được miễn ship không luôn á. Quần lẻ có kèm túi không ạ? Dạ có chứ, quần lẻ bên em kèm một túi cho chị luôn nha. Túi sau và túi rộng luôn cho mình. Dạ chị cao 1m62 mà chị 70 con là mình chọn size số 4, 58 con là mấy chị chọn size số 3 nha. Hôm qua chị mới đặt, hôm nay nhận hàng được rồi, mặc đẹp xuất sắc. Cảm ơn chị yêu luôn nha. Ôi, cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn đó giùm em nha. Rồi 89.000 luôn giùm em. 42 con là size, nhìn gì ông nội. Tự nhiên đẹp lắm, cảm ơn chị đặt đơn luôn nha. Thiệt luôn. 45 con là chị nhắc vào cái này mình chọn size số 1 luôn cho em là vừa và là đẹp luôn cho chị nha. Và mẫu này thì bên em mai gồm có 20 màu cho mấy chị luôn á, tương đương với 20 con khác nhau cho mình nha. Em luôn mấy chị ơi, con này chọn giùm em là AD 13 cả nhà ơi. Rồi con này chế nào lấy chọn giùm em là AD 13. AD 13 luôn giùm em cả nhà ơi. Cái bộ đang mặc bao nhiêu? Dạ cái bộ đang mặc là 174.000 luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Áo là 89.000, quần là 85.000. Xin ông tiếp xin cho. Đây, xin giùm cho. Đây con. Đây con này chọn em đi tập ý đơn giùm em nha. 58 rồi. Con là size số 3 nha. 58 con là mình chọn size số 3 luôn cho mình là vừa là đẹp cho chị rồi á. Rồi con này chọn em 58 con là size 3 giùm em nha cả nhà. Có chị xin em chị có anh cho chị xin. Nó biết sao liền. Có gì đó. Ừ. Còn chứ 45 con là mấy chị nhắc phạt với hẹn mình chọn size số 1 luôn cho mình là vừa là đẹp nha. Con này AD 19 luôn giùm em cái mấy chị ơi. AD 19 89.000 luôn giùm em nha. 89.000 AD 19 luôn đi cả nhà ơi.
quần chắc phải gì, quần cũng sẽ là phí thun luôn cho mấy chị nha. Còn mình 58 con là mình chọn size số 3 cho chị là vừa là đẹp rồi á. 58 con lấy size 3 giùm em là vừa là đẹp cho mình luôn nha. Rồi con chị ơi, 58 con lấy size 3 giùm em, điểm ghim lại trên giỏ hàng cho mấy chị nha cả nhà ơi. 42 con là mình chọn giùm em là size 1, 57 con là mình chọn giùm em là size 3. Mình đã săn, đã mua, đã đặt được rồi. Comment cho em biết nha cả nhà ơi. 89.000 AD 19 cả nhà. Khi nào nhận hàng được phải em nha, tầm ngày mai hoặc ngày mốt là mấy chị sẽ có đơn nha. Thì chiều nay là em sẽ đi đơn cho tất cả các mấy chị luôn. Vì vậy mà trên nào đang thấy được cái mức giá hồi bên em trơn cho chị, tranh thủ đặt đơn nếu mấy chị là mấy chị sẽ có đơn sớm nha. Còn hết gọn gàng một tí xíu nữa bên em còn có bán quần nhỏ cho mấy chị là 65.000 một cái, còn quần rộng hiện tại đang ghi là cái mã số 1 là 85.000 nha. Rồi con này là màu xanh AD 20 nha cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD 20 nha cả nhà ơi. Dạ chị cao 1m56 mà chị 52 con là chị nhắc vào cái giới hạn mình chọn số 2, 45 con là mình chọn số 1 luôn cho em là vừa và là đẹp cho mấy chị nha. Ưng con mẫu nào, ưng con mà nào chọn con màu đỏ luôn cho giúp em nha. Thì tất cả các thao tác hàng này do mấy chị á, mình đặt hàng mình tranh thủ mình lên đơn, bên em sẽ tranh thủ đưa đơn sớm nhất có thể luôn cho mình nha. Quần chắc phải gì, quần cũng sẽ là với thun luôn cho mấy chị á. Đây con này chị nào lấy chọn giùm em nó xà mã AD cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD 20, 89.000 luôn giùm em. 47 con là size 1, 52 con là size 2. Có màu đen thiêu hoa sen không xốp? Dạ không có. Không có hoa sen nha em, có thiêu là thiêu bông khác được không cục vàng ơi. Dạ. Áo đẹp cực á em. Cảm ơn chị Út Quyên rất là nhiều luôn nha. Dạ chú ơi, bây giờ thiêu là em chỉ có cái hình bông khác thôi, em không có hình hoa sen được không chị ơi? Em có thiêu nhưng là mẫu khác cục vàng ơi, hoa sen thì em chỉ có in thôi. Đây, con này chọn em là AD 20 cả nhà ơi. Đẹp, hôm nay chị có ủng hộ em gì không chú? Còn thiêu hoa sen là em chưa có đầu lam đi chùa thôi mới có thiêu hoa sen thôi nha. Mà hiện tại đang cầm thứ hai là con AD 20 cho mấy dạ, chị nha, phải thun lưới. Hiện tại là thun lưới chị Bích Ngọc ơi, vải đẹp lắm, thun lưới mặc thoải mái nhẹ nhàng cực kỳ cho mình luôn. Con này vải bên em làm mấy chị ơi, co giãn là nó sẽ co giãn nha cả nhà ơi, nhưng mà co giãn ở mức độ vừa phải. 1 đến 2 con mấy chị lên mấy chị mặc vẫn được luôn giùm em cho con này nha. Mua một cái áo 89.000 bằng 2 cốc trà sữa thôi cả nhà ơi, mấy chị mặc hoài mặc từ năm này qua năm nọ không bị xua. Đặc biệt cái màu đen nó dễ mặc cực kỳ cho mấy chị luôn nha cả nhà. Thấy không? Đây cái màu đen mặc lên nè, da trắng da ngăm gì mấy chị mặc cũng được. Ví dụ như dáng mình tròn mình đốm nhưng mà cũng được, cái màu đen nha chị nào mà dáng mà tròn tròn xíu mấy chị mặc lên nhìn rất là gọn, và đặc biệt cái màu đen mặc lên nhìn nó sạch cả nhà ơi. Dạ 89.000 luôn. Bộ hai là áo lẻ em vậy chứ, con này con giả áo lẻ nha, chị mua thì chị lấy cái này luôn cho giúp em, bên em hỗ trợ cho chị đặt đơn nha. Áo lẻ 89.000 cả bộ, là một set của nó là 174 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Áo 89 quần 85.000. Nhớ giùm em cái mã chị nào vô giỏ hàng không thấy không mua được không đặt được báo giùm em, bên em bạn hỗ trợ cho mình. Rồi em ghi màu tiếng Huế có thiêu hoa sen không? Mà dạ, không có luôn. Ơi, em nói rồi tất cả các mẫu luôn. Trời ơi, em chỉ có thiêu là thiêu bông khác hoặc là in mới có hoa sen thôi cục vàng ơi. Còn thiêu hoa sen là chỉ có đầu lam đi chùa mới có hoa thiêu hoa sen thôi, chứ ngoài ra là không có thiêu hoa sen cho mấy chị dạ. Nha, in hoặc là thiêu bông khác thôi mấy chị. Và trên nào hiện tại nó là cánh mới thì cho em một nút theo dõi luôn nha, để cái nào phát ra lên là nó sẽ thông báo cho mấy chị vào để cho mình xem nha. Hôm nay trang đang được thấy mức giá hội bên em tri ân cho mấy chị thì mình cứ việc tranh thủ mình đặt luôn nha. Và 100 áo đầu tiên tri ân cho mấy chị với giá là 89.000, nhưng để xuống like hoặc là qua mẫu tự động chắc là mới chắc cũng 165.000 lận. Đúng rồi. Rồi con này chọn giùm em là mã AD, và đặc biệt con này nó đang hot nữa cả nhà ơi. Rồi đang đỉnh lắm nha mấy chị ơi. Áo em mặc có size số 3 không? Có. Rồi em đang mặc là còn đủ size 1 2 3 4 5, có tổng cộng 5 size cho mấy chị luôn. Dạ. Đợi dùng chị cái áo. Chị ơi, chị bé Tùng kìa. Dạ chú ơi, sao giờ cục vàng của em ơi, nó bị rộng hay là bị chật á chị ơi? Cái này giùm em đi chị bé Tùng ơi, bên em mới hỗ trợ đổi được cho mình nha cục vàng ơi. Dạ lớn hay giùm em đi cục vàng ơi. Dạ chị bé Tùng, mình tranh thủ mình đơn mình lên nha, bên em hỗ trợ cho chị liền nha. Dạ. Trời ơi, chị phải lên cái này bên em hỗ trợ cho mình, chị không lên em không hỗ trợ được chứ. Chứ lên này còn không chứ nhắn vào shop giùm em, mà nhắn vào shop lâu lắm, lên này liền cho em cho hỗ trợ liền luôn cục vàng ơi. Ôi chị 45 con là chị nhắc Phật với hẹn mình chọn size số 1 luôn cho em là vừa và đẹp luôn cho chị nha. 52 con là mấy chị chọn size số 2 nha. Còn mình 58 con là mấy chị chọn size số 3. Áo đang cầm, và áo đang cầm là con AD 20 chị. AD 20 là một con áo đang cầm luôn cho mấy chị nha. Con màu hiện tại đang mặc luôn cho mấy chị xem là có con AD 14 cho mấy chị luôn. AD 14 là một con đình đen hoa văn trắng cực kỳ là xịn sò luôn cho mấy chị nha. Và mẫu này thì rất là dễ trang, có điểm cho chị nào mà có phần bắp tay dạ. To luôn á. Trời ơi, con này nó đơn giản dễ mặc, mấy chơi đi đám đi tiệc đi lễ đi chùa gì mặc vô tư luôn giùm em nha. Rồi đang mặc là AD 14 luôn giùm em cái cả nhà ơi. AD 14 chị nào mà vô giỏ hàng mấy chị xem không rõ hay là mấy chị muốn xem màu nào mấy chị nói giùm em để em vô lên cho mấy chị coi nha. Trời ơi, con AD2 nè cả nhà ơi. AD2 là một con đường trắng hoa tím cho mấy chị nha. Con này thì đẹp không kém con màu đang mặc đó mấy chị. Ơi, AD2 giùm em 89.000 nha cả nhà ơi. Mà hiện tại tiếp theo nữa cho mình xem là có con AD 17 cho mấy chị luôn nha. AD 17 89.000 một áo luôn cho mấy chị. Ngày hôm nay 58 con là mấy chị chọn size số 3, 52 con là mấy chị chọn size số 2 luôn cho chị là vừa là đẹp nha. 42 con là chọn giùm em là size 1 cùng vậy thôi.
Đây con này chọn giùm em nha, vải thun lưới chị ơi, AD17 em đang mặc hiện tại là thun lưới nha cả nhà ơi. Thun lưới co giãn mềm mình cho mấy chị nha, thun lưới này mặc thử đi cả nhà ơi, thoải mái nhẹ nhàng cực kỳ cho mấy chị luôn. Mấy chị mặc ở nhà được cũng không lo vấn đề nó bị nóng hết trơn cả nhà ơi, vải dễ mặc cực kỳ luôn giùm em nha. Rồi con này chị nào đã chọn giùm em là AD3 cả nhà ơi. AD3 89 ngàn luôn giùm em nha. Rồi AD9 là nền. Dạ chị nào hiện chị nào chưa mặc thun lưới mà thử thun lưới phải mặc đi mấy chị, nó có độ co giãn thoải mái cho mấy chị rất là nhiều luôn nha. Trời ơi, cái con 18 á chơi. Rồi con này chế nào lấy chọn giùm em là AD18 cả nhà ơi. Rồi em ghim lên lại trên giỏ hàng cho mình nha. Hung lưới mặt nó khỏe cực kỳ luôn á cả nhà ơi. 52 con 1m6 là chọn giùm em là size 248, con là size 1 giùm em nha. Vừa thoải mái vừa lịch sự luôn cho mấy chị nha. Mua một con cho mình mặc nếu mấy chị mình có thể ly lễ đi chùa để đám tiệc hay cả hay là kể cả mấy chị mặc ở nhà thì cũng rất là thoải mái luôn cho mình nha. Và hôm nay mấy chị mua giá 89.000 cho mình rất là nhiều luôn nha. Thì một đơn hàng thường thôi bây giờ là phải ship 2 đến 30 cành luôn rồi á. Hôm nay đang được hỗ trợ ship, đang được hỗ trợ cái phần phí áo luôn, tranh thủ lấy luôn cho chị 2 đến 3 con cho mình về mặt nha. Cảm thấy mấy xíu một con cao quá lấy luôn cho chị 2 con đi. Ngày mấy chị mặc màu thay đổi luôn mấy chị, rất là xịn sò luôn cho mấy chị rồi á. Và con chắc phải này thì nó cũng rất là xuân nhưng mà nó không hề bị nhăn cho mấy chị luôn nha. Mua về giặt mặc liền chứ không còn phải ủi qua luôn nha. À, chị nhận hàng rồi, mặc đẹp lắm em ơi. Cảm ơn màu chị luôn nha. 58 con chị Mai hiện nay chọn size 3 giùm em nha. Chị Nga ơi, chị chọn giùm em là size 3 là vừa là đẹp luôn nha cục chị ơi. Và mấy chị lưu ý là cái con này là con dạng áo lẻ không kèm quần chứ không phải là chứ không phải là cái bộ đồng màu nha. Nó là xuất sắc luôn cả nhà ơi, đã đặt thành công một áo. Cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha. Trời ơi mấy chị ơi, lên đơn quá trời, con AD14 rồi cả nhà ơi, quá đẹp luôn, quần là mã 1. Chị nào mua áo thì nhấp vào mua áo, còn chị nào muốn mua quần thì nhấp vào mã 1 giùm em nha. Còn chị Mai thì nghe đặt hàng được không? Dạ, chị Nga ơi, chị biết đặt đơn không? Biết thì vô giỏ hàng, mấy chị biết sao mình vô giỏ hàng mình mua để mình đỡ tốn phí ship cả nhà ơi. Tại vì hôm nay nó đang có voucher for free ship cho cả nhà của em nha, cả nhà của em ơi. Rồi còn chị nào ship cao quá thì mình lấy luôn 2 con, 3 con cho nó đỡ tốn ship. Một lần mua, một lần tốn ship, thay vì vậy mấy chị hãy mua một lần một con, hai con về mặt cả nhà ơi. Dạ, rồi con này chọn giùm em là AD. Ghi mã đang mặc. Rồi ok chị vui nha. Em chỉ ghi được có một màu thôi đây, chị phải nhắc vào cái với mua chị là nó mới hiện cái bản màu và cái bản sao lên. Đó, thôi nha. Trời ơi, con này là không chê không lẫn vào đâu được luôn giùm em nha. Màu đen hoa văn nha cả nhà ơi. Trời ơi con này về có nhiêu là em gom hết luôn rồi đó cả nhà. Quế mơ nó mới chị sợ không sợ bị đụng hàng. Đụng là đụng khi nào mới chị mua nhà cũng dưỡng thôi. Trời ơi cái đen hoa văn này nó đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Vải là vải công ty nha. Con này là vải công ty chứ không phải vải mà vải cân ký cho mấy chị đâu cả nhà ơi. Chị đã đặt một con, nhớ kèm sản phẩm cho chị nha em. Ok, okay chiêu nha, yên tâm nếu mấy chị hôm nay có đặt đơn là sẽ có được kèm sản phẩm nha em, không có chị nào mất phần đâu mấy chị, có đặt hay là số nhiều hay là số ít thì vậy thôi à. Em sẽ tùy thuộc vào cái chiều khoản nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em nó sẽ là mã AD. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi, AD2 giùm em nha. 46 con này chị nhắc vào cái hàng mình chọn size số 1 luôn cho em là vừa phải là đẹp luôn cho mấy chị nha. Đã đặt, đã săn, đã mua cho luôn cho em rồi, bên em sẽ có bạn tranh thủ đưa đơn và kèm sản phẩm cho mình nha. Và mẫu này thì bên em mang rất là nhiều màu cho mấy chị luôn, tha hồ mà mấy chị chọn lựa luôn á. Rồi con này chị AD20 chọn giùm em là AD20 cả nhà ơi. Trời ơi con AD20 cái màu nó màu xanh nha cả nhà ơi, AD20 nha. Còn chị thì trang thì quanh gì nào cùng vậy ơi, vô giỏ hàng thấy em đang mặc chưa? Em đang mặc là bạn có ghi mấy chị vô giỏ hàng mấy chị thấy liền nha cả nhà ơi. Trời ơi con AD. Nếu mà mấy chị không thấy nữa mà cứ phải còn em đi bên em hỗ trợ lại cho chị nha. Có em được không, có không nào ra like được đâu mấy chị. Dạ không có là nó bị sụp cái like của em liền. Dạ. Mới chơi tại vì em á, em like cái mẫu nào là em ghim phải ghim cái sản phẩm đó mới like được vậy ơi. Rồi con này đẹp luôn, AD4 giùm em nha cả nhà ơi. AD4 cũng sẽ là một con đình đen hơi trắng luôn cho mấy chị nha. Trên hết sự màu đen chị không có nào bỏ được mấy con này nha. Con này rất là sang cho mấy chị luôn và rất là dễ tung da tung dáng, dễ trai khúc điểm cực kỳ luôn cho mấy chị nha. Vì nó là con đình đen chị rất là hơn họ người luôn cho mấy chị á. Mặc lên thì nó gọn người cả nhà, cái môi với lại nó sạch nữa. Trời ơi cái màu đen thấy là em rất là tự tin nha cả nhà ơi, nó dễ mặc. Nói chị nào mua một bộ là 174, còn mua một áo cũng được, mua một quần cũng được. Hôm nay chị nào mua 4 áo hoặc là 2 bộ em có kèm cho mấy chị một món đội đầu nha. Kèm là kèm ngẫu nhiên không lựa được nha cả nhà các em ơi. Rồi tương tác tim lên giùm em đi cả nhà ơi. Mình không đổi cho nữa, em hỗ trợ lại cho chị lần nữa nha. 1001 kiểu luôn cho chị ơi. Đổi lại đi em, chị lên này không lên này xem đổi lại cho ơi, chị được. Chị phải lên cái này em mới đổi lại được chị ơi. Chị phải có cái này giùm em, cái này nè để bên em hỗ trợ cho mình nè cục vàng ơi. Không có cái này em sẽ em kiếm được cục vàng ơi, còn không chị phải nhắn vào shop. Tại vì bên em khách nó nhiều mà chị muốn nhanh gọn lẹ là chị phải có cái này nè. Em nói là em sẽ hỗ trợ nhưng mà phải có cái này em mới hỗ trợ được nha. Không có là em không hỗ trợ được đâu cục vàng ơi. Dạ. Yeah. Rồi đang phải xem like chia sẻ phiên like cho bạn bè người thân của mình mua cùng nếu mấy chị chở chị nào mua cái giá 85.000 kìa. Rồi 89.000 một áo luôn giùm em, 42 con là ok chị nha. Thanh có đơn nha. Ok chị Thanh có đơn luôn giùm em nha, nhanh gọn lẹ cái này cho nó lẹ mấy cùng hiền với em ơi. Dạ còn chị Phế Tùng ơi, cái này giùm em, còn chị nào biết thì vô giỏ hàng nha, biết xong mình vô giỏ hàng để mình lấy vội và cái voi trò giảm giá. À, cái áo em đang mặc là AD14 cục vàng ơi, em đang mặc là AD14 giùm em nha.
52 con là chị nhất và có hàng mình chọn size số 2 luôn cho em, là vừa và đẹp luôn cho mấy chị nha. Cái áo em đang mặc là mã đăng ghim với chị là có con AD14 nha. Em lại cho mình nha, cục vàng ơi 89 ngàn luôn giùm em. 42 con là size 1, 57 con là mình chọn giùm em là size 3 nha chị. Và mới ghim lại cho chị rồi, chị nhắc Phật cái cho mua đi chị. Chị Phương, chị Phượng như nè. Nhắc Phật cái cho mua là tự động nó sẽ hiện cái bảng màu và cái bảng size lên thôi nha. Chọn màu, chọn size xong rồi mấy chị làm theo giống y chang nó thao tác cho chị hình là mấy chị sẽ đặt được đơn thôi nha. Trời ơi nó xinh lắm mấy chị ơi. Chị nào chưa lên đơn thì tranh thủ lên đơn giùm em nha. Em đang mặc là AD14, con này chọn giùm em là AD5 cả nhà. 50 con là size số 2. Chị Bạch Kim Mai Thị nhắc Phật cái hàng mình chọn size số 2 luôn luôn cho chị đẹp phù là đẹp nha. Size 2 nha cục vàng ơi. À lấy gì? AD14 cao 1m664 con là size số 3 nha. Sao số 3 cho chị là vừa rồi, chị Thanh nãy chị có đơn rồi, xíu sau các bạn hỗ trợ cho chị nha. Sao mấy chị không nhắc phải với hàng thử, thì em muốn chọn thử cho mình nè. Rồi em muốn chọn cho mình nha cục vàng ơi. Trước tiên mà chị muốn đặt hàng cái con này mặc, tức là cái con AD14 của mình á, là chị thấy cái dấu hàng màu vàng ở chỗ chị mình luôn không? Đây chị nhắc Phật cái dấu hàng màu vàng kế bên đây luôn cho giúp em. AD14 đó này giùm em cục vàng ơi. Cái mã hiện tại đi chữ đã riêng đây sẽ là cái mã đăng like, là chị nhắc Phật cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bảng màu và cái bảng size lên, và bước này là mấy chị sẽ chọn màu nha. Ưng con màu nào thì mình cứ việc chọn con màu đó, là con AD14 đang mặc là nó sẽ nằm ở dòng số 3, chị dưới đấm lên chọn và con AD14 lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình. Chị cao 1m6 mà chị 64 con là mình chọn size 3, thì nhắc Phật cái size 3 này, nhắc Phật chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền tên nào của chị rồi đó, nó cứ hỏi một cái gì thì mình điền cái đó luôn cho mình giúp em. Lướt xuống tấp vào chữ thanh toán khi nhận hàng ở dưới đây, nhắc Phật chữ đặt hàng, nó ghi là đơn hàng đã gửi lại cho mấy chị sẽ có đơn nha. Có ship không em, chị phải vô dọn hàng mới biết được cục vàng ơi, tại vì ship là do mấy chị chứ không phải là do bên em nha, do tài khoản của mình nó cục vàng ơi. AD14 1m664 con, chị Khanh chọn giùm em là size 3 nha chị Khanh ơi. Để còn với ship hay không còn phải tùy thuộc vào cái tài khoản của mấy chị nữa nha. Em bán là 89.000, bên em thu được về đúng giá là 89.000, còn phải với ship hay không là do chị với tài khoản của mình nha, ship em không có hỗ trợ nha. Con áo đang mặc hiện tại là con AD14. Cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha, bên em có kèm sản phẩm trơn cho mình nha. Tiếp theo là con AD5. Trời ơi, con AD5 đẹp xuất sắc luôn cả nhà ơi. AD5 89.047 con là size 1, 52 con là chọn giùm em là size 2 đi chị đẹp ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em, nó sẽ là mã AD cả nhà ơi. Quần chắc phải gì em, cả bộ bao nhiêu? Quần chắc phải cũng sẽ là phí thun luôn cho mấy chị nha. Cả bộ là 174.000, áo là 89.000 một áo, quần là 85.000, cả set là 174.000 luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Ở nhà mình đã có quần rồi, khỏi cần phải mua quần nữa thì cũng được cho mấy chị rồi, luôn á. Con này chế nào lấy chọn giùm em AD2 màu tím cà cả nhà ơi. Còn chị nào hết tiếng Quế là AD6 giùm em nha. Rồi 89.000 luôn giùm em nha. Hồi chị cao 1m67 mà chị 70 con là chị nhắc Phật cái hàng mình chọn size số 4 luôn cho chị nha. Còn chị như buồn ngủ luôn làm luôn. Còn chị 70 con là chị nhắc Phật cái hàng mình cũng chọn size 4 luôn cho mấy chị nha. Rồi con này mấy chị ơi, con này chọn giùm em mấy chị ơi, nó là mã AD5 luôn giùm em, AD5 cả nhà ơi. Mà hiện tại đang cầm tiếp theo luôn cho mấy chị là có mùa đông rồi. Rồi mùa mưa, mùa đông. Rồi em đang mặc là AD14 cả nhà ơi. Rồi em đang mặc là AD14 qua dữ chưa? Rồi đang mặc hiện tại là AD14 cả nhà ơi. AD14 89.000 luôn giùm em nha. Qua mùa tao đóng này chơi. Qua mùa khu cũng không gì á. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chơi. Rồi con này chọn giùm em là AD9 cả nhà ơi. AD9 luôn giùm em. Còn chị 85 con, 85 con là chị nhắc Phật có hàng mình chọn size số 5 luôn cho mình là vừa là đẹp cho chị nha. Đã đặt rồi nha. Em cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Cảm ơn chị đặt hàng được đơn nha. Bên em có kèm sản phẩm chân cho chị nha. Rồi đang mặc hiện tại là AD14 cả nhà ơi. AD14 89.000 luôn giùm em ha. Một áo ra mặt có miễn ship không em? Dạ chơi với ship hay không thì mình mua thử đi chị. Nãy giờ mấy chị mua toàn được 89 hoặc là 85.000 là miễn ship rất là nhiều luôn nha. Quần có kèm túi không ạ? Dạ có chứ, quần lẽ kèm một túi cho chị luôn, túi sâu túi rộng cho mình chị nha. Chị nào muốn xem màu nào báo giùm em vô luôn cho mấy chị coi nha. Mẫu này bên em nhiều màu lắm cả nhà ơi. Rồi giá trơn và ưu đãi cho mấy chị là 89.000 luôn giùm em nha. Chị mặc áo rồi mặc đẹp xuất sắc. Cảm ơn chị đặt hàng được, cảm ơn chị luôn nha. Dạ rồi, cảm ơn 89.000 luôn. Cảm ơn chị đẹp của em nha. Rồi 42 con là size 1, 53 con là mình chọn giùm em là size 2 đi chị ơi. Còn chị 58 con là mình chọn size số 3 luôn cho giúp em, là vừa và đẹp cho mấy chị nha. Trời ơi, số 3 chị Mai Thị Nghe ơi, chị biết đặt hàng không? Rồi em muốn dẫn thử cho mình đặt hàng nè. Em muốn dẫn cho mình vô dạ. Đặt hàng. Trước tiên chị Mai Thị Nghe ơi, chị muốn đặt hàng là chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn cho giúp em. Cái mã hiện tại đi chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã đăng like, là chị phải nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bảng màu và cái bảng size lên nha. Mã 5 là mã gì cái nghe chị Hảo Ngọc ơi. Dạ. Bước này là mấy chị sẽ cho màu con AD14 của chị là nó sẽ nằm ở dòng số 3 chị dưới đếm lên nè. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình, chị mặc size 3 thì mình chọn vào cái size 3, nhắc vào chữ mua ngay.
ở phía trên đây điền tên đồ của chị, đồ đó nó cứ hỏi mình cái gì thì mình điền cái đó luôn cho mình giúp em. Lướt xuống tích vào chữ thanh toán khi nhận hàng ở dưới đây nhé, phải cho đặt hàng là mấy chị sẽ rồi, có đơn nha. Rồi coi mã 3 là mã gì mấy nha. Năm. Còn chị Mai Hiền Nga ơi vô dọ hàng giùm em nha. Cục diện ơi đặt số 3 thì vô dọ hàng giùm em mới có đơn được nha. Vậy mã số 5 đó là được. Kìa. Mannequin đang mặc làm sao vậy chị? Cái quần là mã 1, con mannequin đang mặc kìa, chị muốn lấy quần đen cũng được tại vì cái đó là em bán áo lẻ đó, chị Thanh Ngọc ơi. Dạ chị lấy áo, chị lấy quần đen cũng được nha cục diện ơi tại vì cái đó là áo lẻ, còn cái quần là chị phải vô mã 1, áo không là 125 á cục diện ơi. Bộ đó rất là, áo đó rất là đẹp cho chị nha, thiêu là thiêu hoàn toàn luôn cho mấy chị á. Rồi con này chọn giùm em nó sẽ là mã AD9 nè nha ơi. Còn chị 65 con là chị nhắc Phật cái hàng mình chọn số 4 luôn cho em là vừa là đẹp nha. Còn chị muốn chắc hơn nữa thì mình cái việc lên cái chiều cao và sẽ kèm cái cân nặng của mình nữa. Mình muốn kỹ hơn nữa, mình lên chiều cao kèm cân nặng giùm em tư vấn sai cho mình. Rồi còn chị Mai thì Nga ơi cố gắng vô giỏ hàng mình săn, còn mình săn không được, mình đặt không được thì mình bảo giùm em để bên em có bạn hỗ trợ cho mình nha. Rồi 89.000 một áo, đã đặt thành công một áo. Cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Cảm ơn chị đặt hàng được đơn, bên em có kèm sản phẩm tri ân cho chị nha. Áo đang mặc có size to không em? Dạ có chứ, size to bên em là tới size 5, 85 con nên chị lên đúng cái chiều cao và chị kèm với cân nặng của chị luôn nha. Tư vấn sao cho mấy chị rồi là chị có vừa thôi á. AD2 và AD5 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Trời ơi con nào hồi sự nó cũng đẹp luôn mấy chị ơi, không chê không lẫn vào đâu được nha. Đi đám đi tiệc, đi lễ, đi chùa, đi cà phê với bạn bè mấy chị mặc vô tư thoải mái luôn giùm em. Mọi chị 65 con là chị nhắc Phật có hẹn chọn sao số 4 luôn cho giúp em nào vừa và là đẹp luôn cho mấy chị nha. Ưng con màu nào thì mình cứ việc chọn con màu đó luôn cho giúp em chứ mấy chị comment lấy cho chị một bộ, lấy cho chị hai áo như vậy là mấy chị sẽ chưa có đơn đâu nha. Còn chị Mai thì Nga ơi chị đặt hàng rồi thì mình cứ việc comment luôn cho em biết bên em tranh thủ đưa đơn và kèm sản phẩm tri ân cho chị nha. Rồi con AD5 nè cả nhà ơi, AD5 89.000 luôn giùm em ha. Chị nào chưa toàn mặc hung lưới mua thử một con về mặt nếu mấy chị ở trên live nói sao từ phong dáng cho đến cái liệu cả về cái màu sắc mấy chị nhận hàng y chang hình như vậy luôn cho mình nha. Cái nền đen cái bông trắng mà cái bông nó ở trong là mấy chị thấy không, nó lon rất là đẹp luôn chứ không phải là mấy cái bông bình thường mấy chị hay thấy đâu cả nhà ơi. Rồi mình tuân tán mình tim mình chấm nó giùm em rồi mới ghim lên cho chị rồi á. Em mới ghim ra cho mấy chị lần nữa rồi nha, nhắc Phật cái cho mua đi chị. Áo hiện tại đang cầm nó có con AD2 cho mấy chị nha. AD2 là một con nền trắng hoa ra hơi tím. Đây con này chọn giùm em mấy chị ơi. Sang đi. Đây làm con này. Đâu anh? Mua ở đâu anh? Luộc sẵn luôn. Không, giờ em luộc. Luộc chỗ nào? Em mở là đi cua của sinh tử. Em đi luộc. Đây con này chọn giùm em là màu tím cả nhà ơi. Rồi con này chị nào đấy chọn giùm em là màu tím nha. Cho chị áo giống đang mặc chị 50 cân là size 2 giùm em nha. Gì vậy? Mua gì vậy? Bán cái gì vậy? Ừ. Con nặng chết luôn. Đây, con này chọn giùm em nha, bán đồ bà ba giá à. Bán đồ bà ba già quá vậy. Trời ơi, chị ơi, bên em bán cho mấy chị trung niên không rồi chị ơi, sao bán bà ba trẻ mà bên em có bà áo trường mà. Dạ, trời ơi, già thôi chị ơi, đừng mua nha. Trời ơi, mua vô mặt mất công nó trẻ nó đẹp nó mất công nữa. Rồi con này chọn giùm em mấy chị ơi, AD2 giùm em nha. Rồi AD2 giùm em nha, cục vàng của em ơi. Dạ thì mình nhìn theo ru của mình đi, mình thích thì mình mua, mình không thích thì mình thôi, cục vàng của em ơi. Đây con này chọn giùm em nè mấy chị ơi, hồi nãy giờ em đâu có nói con này mà bà ba bên em nó trẻ quá đâu trời, thiệt luôn em 20 mấy tuổi mặc cũng được nè, 10 mấy tuổi mấy bé mua về mấy bạn á, mấy bé mua về mấy bé đi học á cục vàng ơi, mấy bé múa rồi mấy bé cũng mặc, trời ơi ai mà mặc bà ba. Dạ con mình muốn trẻ thì lấy con trơn thì cũng được. Dạ muốn trẻ thôi mặc đầm đi cục vàng của em ơi, cho nó trẻ cho nó đẹp. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi, AD luôn giùm em nha, chứ bây giờ bà ba là nó chỉ có mấy kiểu này thôi. Đây con này chọn giùm em là AD2 mua giùm em cả nhà ơi. Quần bên em chắc phải cũng sẽ là với thun luôn cho mấy chị nha, áo sẽ là phải thun lưới, quần sẽ là với thun co dạng mấy dạng hơn cho mình á. Áo dạ. Đang mặc là số mấy vậy là AD14. Em đang mặc là AD14 89.000 luôn giùm em cục vàng của em ơi. Đây con này chọn giùm em là AD4 cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là AD4 cả nhà ơi. Đây con này là AD4 89.000 luôn giùm em nha. Rồi mới ghi lên cho chị rồi nha, nhắc Phật cái chứ mua đi chị là tự động nó sẽ hiện cái bản màu và cái bản size lên thôi nha. Chọn màu chọn size cho mấy chị thôi là mấy chị sẽ có đơn thôi à. Rồi hiện tại đang cầm tiếp theo là có con AD18 luôn cho mình nha. Đây, AD18 89.000 áo nha. Đây con này chọn giùm em là AD18 chị ơi, màu rất là đẹp cho mấy chị màu hồng nha. Đang mặc. Chị ơi đang mặc vô giỏ hàng giùm em là AD14 để em ghim lại cho dạ. Mấy chị nha mấy chị ơi. Để em ghim lại cho mấy chị nha. Rồi mới ghim lại cho chị lận nữa chị nhắc Phật cái chứ mua đi chị, nó hiện cái bóng màu dạ. Lên liền luôn nha. Còn chị Sơn Trần mua bánh bò bán mịt ba tri gì ơi, cục vàng ơi vô dọ hàng giùm em đi. Dạ. Gì Sơn Trần mua bán bò ba tri. Vô dọ hàng giùm em đi, em ghim lại rồi chị ơi, vô dọ hàng giùm em nha. Dạ đâu áo đẹp nhưng giá cao hơi so với sức khác.
Dạ, nhưng mà xiền hàm của nó. Dạ đúng rồi. Quan trọng là nó chắc phải như thế nào nữa dạ, chị. Em nói thiệt em đâu có nói là một mình em bán đâu, mà những cái shop khác nó cũng có. Nhưng mà quan trọng là cái chất phải, cái form nó có được như của em không? Tại vì đồ ai cũng có bán mà mấy chị ơi, đâu phải là mình nhà em đâu đúng không cả nhà ơi. Nó nhiều khi có nhiều chị nha, nói trời sao shop đó cũng cái áo như em, cái áo giống bông em đang mặc mà tại sao giá người ta tầm khoảng 35.000 100.000 ba cái cũng có mà tại sao mua về bỏ cả nhà ơi. Nó bỏ ra 100.000 mua một cái bên em mà chất lượng về mặt cả nhà ơi, còn mình bỏ ra 100.000 mình nhận ba cái áo về mình mặc không được cũng vậy đúng không cả nhà ơi. Dạ cái nào là của đó rồi mấy chị ơi, đó giờ là vậy. Trời ơi, chứ không phải là rẻ mà đẹp đâu mấy chị ơi, rẻ mà có được như cái form của nhà em không, mà tại sao nhà em bán một cái áo hàng ngày 165.000 mà em vẫn đi đơn bình thường cả nhà. Dạ cái đó là phải do cái uy tín và cái chất lượng của cái sản phẩm. Rồi thường ngày mà ví dụ như em bán cái giá có cao, có cái giá có cao đi nữa đúng không cả nhà, mà tại sao khách em vẫn yêu thương là tại vì khách em thích cái form đồ bên nhà em, thích cái chất phải cái chất lượng bên nhà em. Rồi chứ giờ đồ đâu em cũng nói, em nói thiệt chứ mấy chị, ở đâu cũng có mà giá nào cũng có cả nhà ơi. Rồi hôm bữa em thấy nha, cái bông giống y chang em luôn, 100.000 ba cái mà không nói điêu cả nhà đâu cả nhà ơi, giá nào cũng có, 30, 50, 60, 80, 90 giá nào cũng có hết trơn á cả nhà, chứ không phải mình nhà em đâu. Em nói là đâu có phải một mình nhà em bán đâu, trời giờ bán bà ba đã cạnh tranh nhiều lắm cả nhà ơi, nhưng mà quan trọng là chất lượng có được như của em không. Mà hiện tại đang cầm cái thêm nữa cho mình xem nó có con AD18 cho mấy chị nha. AD18 89.000 thôi mấy chị, với giá rất ưu đãi và cực kỳ là hợp luôn cho mình rồi á. Mà mấy chị ơi, em bán đồ giá cao, em bán trên trời dưới đất không mà cả nhà ơi, mà nhận hàng về cao mấy chị thấy xấu nó ghê nó tệ, mấy chị quay lại mấy chị mua không cả nhà ơi. Trời tới cái bản mặt em đưa lên mấy chị còn la, mấy chị còn thấy mà mấy chị muốn chửi luôn á, chứ đừng nói mà bán đồ cho mấy chị mặc. Dạ áo đang mặc là con AD14 nha chị. Em bán đây là 20 mấy năm rồi mà sếp em bán hơn tuổi đời em nữa. Thấy không mấy chị, thấy không? Đồ bên em là đồ để sỉ mà giá cao như vậy mà tại sao người ta nhập về người ta bán, là do chất lượng mới chơi nè. Mấy chị nhìn cái mông của bên em nè, rồi nhiều khi 10 bông xếp em lựa được tầm khoảng 5 bông thôi cả nhà của em ơi. Đây con này chọn giùm em là AD cả nhà ơi, rồi AD luôn giùm em nha. Còn trên 56 AD con này mà chọn size số 3 cho chị nha. AD19 AD19 luôn cho mấy chị dạ, nha, 89.000 thôi mấy chị. AD19 luôn cả nhà ơi. Rồi chị nào yêu thương thì cứ mua thử một con về mặt trải nghiệm coi có như những gì em nói không. Trời ơi có nhiều chị nhắn qua shop em đó, trời em ơi hôm bữa chị có mua cáo hôm lúa gì đó mà bên em có bị mỏng không, chị mua về chị mặc không được. Rồi chắc co giãn nha cục vàng ơi, chất bên em nó không dày không mỏng và đặc biệt nó có độ co giãn cho mấy chị luôn. Lên 1-2 con đi nữa mấy chị mặc vẫn được cho em nha. Co giãn nha cả nhà ơi, đây nè, chắc phải thun là đương nhiên là nó sẽ co giãn cho mấy chị, nhưng mà co giãn mức độ vừa phải thôi chứ không dạ, co giãn nhiều nha. Không co giãn nhiều nha, cái phải mà nó đẹp như thế này thun lớn nó co giãn ở mức độ vừa phải, nó thoải mái cho mấy chị thôi, là giống như mấy chị chồng vô đồ này kia nó thoải mái. Rồi con này mấy chị ơi đi tiệc rồi mà cũng được nha. Trời ơi sếp em dạo này từ hồi cái chất thun lớn này về mấy chị ơi, sếp em đi giống đám mà gần gần nên là sếp em toàn mặc bà ba không mà cả nhà ơi. Nói chung là mình đi đâu thì nó phù hợp, ví dụ như mình đi đám cưới thì ngày đầu tiên mình phụ thì mình mặc cái bộ bà ba cho nó sang nó khỏe đúng không cả nhà ơi, của sau quốc nguyên cái đầm cho em cũng được cả nhà ơi. Nói chứ không phải là mình đi đâu mình cũng phải mặc bà ba đâu. Nó ví dụ như mình đi sinh nhật đồ này kia nè, ví dụ như mình đi phụ hôm nay mình mặc cái đầm đúng không cả nhà ơi, đứng lên ngồi xuống nó khó khăn thì sao mình mặc bà ba trước và bữa sau ví dụ như mình đãi xong rồi mình qua mình mặc đầm nó cũng đẹp đúng không cả nhà. Rồi con bà ba này mua về chụp hình nè, mấy cô bên em làm hay mua về mà mua cho hội nhóm đồ cả nhà, hội nhóm múa đồ này kia nhóc luôn á cả nhà ơi. Dạ 89.000 luôn giùm em nha. Áo đang mặc thun lưới hả em? Vậy đúng rồi chị, áo đang mặc cho mấy chị xem là một màu thun lưới cực kỳ là xịn sò cho mấy chị nha. Một ngày có một cục hà. Trời ơi. Mua thuốc cho em uống đi. Em đi chậm. Đây con này AD11 má chơi, AD11 luôn giùm em nha. Cái tên hay mắc ghét lắm. Gì xúc ngôi thích sóc lò á. Gì? Tên gà. Tên hú hồn thì chứ. Tên khác gì. Rồi cái tên nha, Di xuất môi thích sóc lọ. Trời ơi tên gì cấm động vậy trời. Rồi con này chọn giùm em mới chơi, tính ra cũng hay nha. Ê rồi mấy anh xích giao hoàng tới thì sao? Di xuất môi anh xích lọ ở đâu? Để cho bạn giùm em đi anh xíu cũng. Đây con này chọn giùm em AD11 mới chơi. Trời trời, cái tên này hàng chi hàng hàng. Bơm là đúng rồi. Rồi con này chọn giùm em đi, cái tên là chấn động rồi. Tên chấn động AD11. Em đặt được rồi, cảm ơn chị Nguyễn Thúy rất là nhiều đúng không? Chị Nguyễn Tâm rất là nhiều luôn dạ, nha. Nguyễn Tâm em cảm ơn chị yêu các em rất là nhiều nha cục vàng ơi. Ôi có 89.000 à cả nhà ơi, tranh thủ săn đi AD14 cả nhà ơi. Một con mà mấy chị cảm thấy phải ship cao quá thì lấy luôn cho mình hai con về dạ, mặt nha. Trời ơi bên em là hồi ngày bán con này 165.000, hôm nay cho săn 89.000 đơn quẩy chạy liên tục mấy chơi thích gì đâu á. Ờ chị 45 con này chị nhắc tổ hàng mà chọn size 1 luôn cho mấy chị nha. À, có size vừa chị không có chứ chị bé chị bạch ơi. Cao mà chị nặng bao nhiêu? Đồ nghe chị ơi. Dạ size bên em là từ size 1 cho đến size 5, từ 40 con trở lên và từ 85 con bắt đầu cho mấy chị nha. Hôm nay chị nào mua 6 áo hoặc là 3 bộ em kèm cho mấy chị một món đồ đầu AD8.
Rồi kẹp rồi mấy chơi, món đội đầu nè, bên em rất là nhiều sản phẩm đi kèm cho cả nhà nha. Hàng bên em mấy chơi có hỗ trợ đổi size cho mấy chị trường hợp mặc không phù hợp bên em nè cả nhà ơi. Rồi 89.000 luôn dùm em, 42 cân là size 1, 57 cân là mình chọn dùm em là size 3 nha. Rồi còn chị đẹp nào hiện tại mình đi vào xem live mình không biết đặt đơn, mình bảo dùm em bên em hỗ trợ cho mình nha. Rồi 6 áo hoặc là 3 bộ đồ kèm một cây kẹp như thế này đẹp luôn nha cả nhà ơi. Rồi còn mua 2 áo, 4 áo, 2 bộ là mấy chị sẽ được một món đội đầu. Mua chị mua một áo em kèm cho mấy chị cái khác nha cả nhà ơi. Có đơn có kèm bên em có túi nè, có ví nè, có kẹp nè, có cột tóc nè, rất là nhiều sản phẩm và đặc biệt là có vòng tay cho cả nhà nha. Vòng tay may mắn nha cả nhà ơi, cực kỳ thơm luôn. Rồi em lên cho mấy chị con AD8 cả nhà ơi. Đây trời ơi, chị nào ru của chị nào màu đỏ đô lấy giùm em AD8, hít đỏ tươi lấy AD1 giùm em nha. Màu đỏ anh có 3 màu, AD1, AD8, AD12 cho cả nhà của em nha cả nhà ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em, hít con nào lấy con đó. Rồi còn riêng về quần em có 2 màu cho mấy chị luôn, 2 bản màu, một quần trắng và một quần đen nha cả nhà ơi. Mình hít phối quần trắng cũng được, hít phối quần đen cũng được, con giùm em 85.000 nha cả nhà ơi. Đây trời ơi, cái quần bên em nè mấy chị ơi, ống rộng luôn giùm em, cái quần trắng mà mấy chị nhìn đi. Trời ơi, một lớp nhưng không mỏng nha cả nhà ơi, một lớp nhưng không hề bị mỏng cho em luôn nha. Rồi giá chân là 89.000, chị nào đặt hàng tranh thủ vào dọn hàng luôn giùm em. 42 cân là chọn giùm em là size 1, 57 cân là mình chọn giùm em là size 3 đi chị ơi. Cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn giùm em nha. Rồi quần 85.000, quần bên em là lưng bạn có kèm túi luôn giùm em nha. Rồi chị đẹp nào, tình yêu nào hiện tại đang vào ưng đồ em đang mặc nữa thì vô dọn hàng, em mới về được 3 con màu đen. Trời ơi, con AD4 nó đẹp nữa nè cả nhà ơi. Trời ơi, trời ơi, con AD4 nó sang mấy chơi, nền đen luôn giùm em nha, bông đẹp lắm mấy chơi, bông rất là đẹp luôn giùm em nha. Đây con này là con AD4 nè cả nhà ơi. Đây đây đây, trời ơi cái bông nó rất là xinh luôn giùm em nha. Rồi AD4 89.000 luôn giùm em, 47 con là size 1, 52 con là size 2 giùm em mấy chị ơi. Rồi con này chế nào lại chọn tiếp tục luôn giùm em là AD14 cả nhà ơi. Rồi con này chọn tiếp tục luôn giùm em là AD14 nha cả nhà ơi. Chị 65 con vậy, 65 con là chị nhắc vào cái hàng mình chọn size số 4 luôn cho giúp em là vừa và đẹp luôn cho mấy chị nha. Mà hiện tại đang mặc phải con AD14 luôn cho mấy chị nha. AD14 89.000 một áo luôn cho mấy chị. Ngày hôm nay còn mình 55 con là chị nhất Phật có hàng mình chồng, mình cũng chọn size số 2 luôn cho chị là phù là đẹp cho mình nha. Áo đang mặc có size 5 không ạ? Có chứ, từ size 1 cho đến size 5 thì vẫn còn đủ luôn cho mình đó con chị bé bạch đấy, mình đặt hàng được chưa? Dạ chị nào chưa đặt được đơn bảo giùm em, bên em hỗ trợ cho mấy chị nha. Rồi con này chọn giùm em là AD18 cả nhà ơi. 47 con này chọn giùm em là size 1 nha. Áo đang mặc có size 5 không em? Dạ có chứ, anh nói rồi, từ size 1 cho đến size 5 luôn cho mấy chị nha. Thả vậy đó hả? Đâu có xạo đi. Con này chọn giùm em đâu mới chơi. Hay giống không? Đây con này chọn giùm em là AD8 cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là AD8 nha. Hay giống không? Giống gì? Nãy sao tao không thấy nó, giờ cái nó lè ra hiểu không? Nhanh lắm. Rồi cho chị áo giống em đang mặc, chị tìm không biết đặt trên giỏ hàng size 2 lớn này giùm em đi cục diện ơi. Cái này giùm em hả chị yêu ơi? Cái này giùm em đi. Áo đỏ bông bởi vì bông vàng. AD1. Áo đỏ bông áo đỏ bông vàng là AD1 giùm em. Áo đỏ bông vàng là con AD1 AD1 đúng chị? AD1 giùm em nha. Con này là con AD1 là mấy chị phải lên này là mấy chị mới có đơn nha. Đây con này là AD1 nè cục diện ơi, AD1 cũng giùm em ha, 89.000 con luôn. AD1 đẹp lắm chơi. Đây con AD1 của tình yêu nè, con này là AD1 luôn mấy chơi, giống như là cái màu tròn này giống như là ánh trăng nữa cả nhà thấy không? Đây. Chị đã đặt 4 áo, cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Bên em có kèm món đồ đầu cho mấy chị nha, một bốn áo bên em kèm món đồ đầu dạ, cho mình. Dạ bốn áo em có kèm sản phẩm cho mình nha cục vàng ơi, để em ghim lại trên giỏ hàng cho mấy chị nha. Ok chị Bạch Kim hiện mai thì okay, nha. Ok chị Bạch Kim có đơn luôn giùm em nha. Rồi để em ghim sản phẩm lên lại cho mấy chị nha mấy chị ơi, 89.000 cái thôi cả nhà ơi. Ok chị nha, chị có đơn nha, xíu sau các bạn hỗ trợ cho chị á. Còn mình 56 con, dạ, 56 con mấy chị chọn số 3 nha. Size 3 giùm em chị ơi, quần là mã 1, còn áo em đang like là em đang ghim 89.000 thôi cả nhà ơi. 43 con là chọn giùm em là size 1 đi chị yêu ơi. Còn chị cao 1m52 mà chị 52 con là mình chọn size số 2 luôn cho chị là vừa phải là đẹp luôn cho mình nha. Mà hiện tại đã mặc luôn cho mấy xem có con AD14 á. Cái này giùm em ơi cục vàng ơi, có cái này em mới để đơn được cho mình, không có em không để đơn được đâu cục vàng ơi. Rồi để mặc size màu khác cho mấy chị coi nha. Em đang mặc hiện tại cho mấy chị nó sẽ là mã AD14 cả nhà ơi. AD14 giá 89.000 luôn giùm em. Một áo đang mặc phí ship bao nhiêu vậy? Chơi phí ship không còn phải tùy thuộc vào cái tài khoản của chị nữa nha. Chị nhận hàng rồi mặc vừa đẹp lắm. Cảm ơn chị yêu rất là nhiều luôn nha. Nay cũng hỏi em Hiêm nữa không chị Phạm Hương ơi, nay cũng hỏi em Hiêm gì hôm nay đem dọn vậy à, giờ lộn bậy, em vẫn để giá ưu đãi cho mấy chị nha, 89.000 luôn cả nhà ơi.
Thôi chỉ 46 con, 46 con là mấy chị cho xem một luôn cho mình nha. Rồi để mặc màu khác sang cho mình xem rồi, nha. Rồi mấy chị ơi, cái bông nào nó đẹp xuất sắc cái bông đó mấy chị ơi, 89 ngàn luôn để mặc bông khác cho mấy chị xem ha. Và món này thì bên em mai rất là nhiều màu luôn cho mấy chị nha. AD14 kiếm trong chỗ hàng không có, có em la được chị là nó sẽ nằm ở dòng số 3 từ dưới đếm lên nha. Là nó sẽ nằm ở dòng số 3 từ dưới đếm lên mình xem lại nha. Có em mới la được con đường đang là y chang không mấy chị. Hàng em la thì sao, nói như nào từ phương dáng cho đến cái chất liệu cả về cái màu sắc là mấy chị hãy y chang hàng luôn cho mình luôn à. Dạ chị cao 1m56, 56 con thì chị nhắc Phật có giới hạn mình chọn size số 3 luôn cho em nha. 52 con là mình chọn size số 2 luôn cho mình là vừa và là đẹp luôn cho mấy chị nha. Mấy chị cảm thấy hài lòng con màu nào ưng con màu nào thì mình có thể chọn con màu đó luôn cho em. Chứ mấy chị comment lấy cho chị một cái, lấy cho chị hai bộ là mấy chị sẽ không có đơn luôn nha. Và áo con này là con AD8 nè mấy chị. AD8 và con AD3 89 ngàn áo luôn cho mình nha. Có em ra được. Đây đây em hướng dẫn cho chị bé Bạch nha, cục diện ơi để bạn hướng dẫn cho mình nè. Trời ơi con AD5 nó đẹp quá mấy chị, nhìn đừng có nhìn cái bông mà mấy chị hãy nhìn vào mã giùm em nha. Rồi con này chị nào đấy chọn giùm em là AD5 dạ. Bạn ơi trước tiên mà chị muốn đặt hàng á là chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn cho giúp em nha. Cái mã hiện tại địa chỉ đã rim đây sẽ là cái mã đăng like, là chị phải nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bảng màu và cái bảng size lên nha. Bước này là mấy chị xả cho màu con AD14 của chị hiện tại nó sẽ nằm dòng số 3 thì dưới đếm lên nè. Cái điểm nha, AD1, 2, 3, 4 điểm con AD14 ngừng lại là nó sẽ nằm ở dòng số 3 từ dưới đếm lên. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình. Chị mặc size nào thì chị chọn cái size đó, nhấp vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền tên đồ của chị đó, nó cứ hỏi mà cái gì thì mình điền cái đó luôn cho mình giúp em. Lướt xuống tấp vào chữ thanh toán khi nhận hàng, nhấp vào chữ đặt hàng là mình sẽ có đơn nghe làm thử cho chị đó, rất là dễ nha. Rồi đang mặc hiện tại cho em là AD5 cả nhà ơi, vô giỏ hàng chị bé Bạch ơi, vô giỏ hàng lại giùm em ghim lại nha mấy chị ơi. AD1 chị Thủy lên này lên đi giùm em nha, không có cái này em không để đơn được cho mình đâu, số lượng có hạn cả nhà ơi. Con này em về em like qua giờ rồi nó không còn được nhiều đâu cả nhà ơi. Đây con này chọn giùm em là AD8 rất là đẹp luôn giùm em, còn em đang mặc là AD5 được thì em khuyên thiệt là nên lấy hai con về mặc đi mấy chị ơi. Con nào màu nào cũng xinh cũng đẹp luôn. Dạ kiếm kỹ không có, thử em bông em đang mặc. Có chị ơi, con bông hồi nãy là con AD14 chị ơi, nó có em mới like được. Hồi nãy giờ mấy chị đã AD1 2 cũng rộng chị Minh Hoàng ở lớn này đi chị. Hồi nãy giờ mấy chị đặt muốn hết luôn rồi đó mấy chị, có nè em ra được. Chị ơi, nó có trong giỏ hàng nè chị ơi, tại vì cái hoa văn á nó sẽ nằm ở chỗ này nên chị thấy nó không giống. Đây nè, cục vàng có em ơi, nó y chang á chị. Dạ chị coi lại giùm em, hồi nãy giờ mấy chị đặt quá trời đặt luôn á, cục vàng có em ơi. Coi như một áo phải dạ 89 ngàn thôi chị Xuân Nguyễn, hôm nay trơn cho chị tại là 89 ngàn một con nha. Không? Chị nhìn cái bông ở trên áo là chị biết liền, tại vì nhiều khi cây vải nó cắt không thể nào mà 100 cái nó giống 100 cái được cục vàng ơi. Nhiều khi cái bông này nó nằm ở trên đây, cái bông này nó nằm ở dưới đây, ai biết được không cả nhà ơi. Cây vải bông thì đương nhiên cắt là nó sẽ không giống nhau hoàn toàn. Coi dùm em lại nha chị bé Bạch ơi, có mới like được, không có không like được, hồi nãy giờ mấy chị đặt hàng quá trời luôn á. Rồi em đang mặc nè mấy chị ơi. Ok dạ, chị Minh Hoàng có đơn nha, 89 ngàn thôi cục diện ơi. Hôm nay tri ân cho mấy chị là 89 ngàn như để lần sau hoặc là chở qua màu khác là tự động trở về mới giá cũ là 165 ngàn thì nó khổ cho mình nha. Em đang chọn dùm em, nó sẽ là mã AD5. Còn chị Xuân Nguyễn ơi, chị đặt hàng rồi mình cứ phiền cầm em lại cho em biết bên em hỗ trợ lại cho chị nha. Còn chị bé Bạch đó mình yên tâm nữa mấy chị. Chị bé Bạch đó vô giỏ hàng coi kỹ là con cày phải cắt ra thôi á. Giờ em hướng dẫn cho mấy chị đặt được luôn quá trời luôn kìa cục vàng ơi. Nếu như mà không thấy là nãy giờ mấy chị đặt không được đơn đâu. Rồi 89 ngàn luôn giùm em nha cả nhà ơi. 42 con là size 1 giùm em. 75 con thì nhắc phẩu hàng chọn size số 5 luôn cho em là vừa phải là đẹp luôn cho mấy chị nha. Đã săn cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Rồi mấy chị mới săn được AD14 nữa kìa chị bé Bạch ơi, nhanh tay vô kiểm tra lại giùm em. Đặt mấy cái được kèm món em nhà 4 cái thôi mấy chị, hôm nay mai này sẽ nào đặt 4 cái được kèm một món đầu đầu nha. Trời, còn mình 56 con là mình chọn size số 3, 52 con là mấy chị chọn size số 2 luôn cho mình là vừa là đẹp nha. Ưng con màu nào thì mình cứ việc chọn con màu đó cho mình đi mấy chị, chứ chị comment như là không có đơn cho mình luôn nha. Còn chị 65 con là mình chọn size 4 á. 53 con là chị Thư Trần chọn giùm em là size 2 nha cục vàng ơi. Chị Thư Trần, Thư Trầm nhắc phải hàng mình chọn size số 2 luôn cho em đầu phụ là đẹp cho chị nha. AD1 giùm em nha, AD11 cả nhà ơi. AD1. Rồi AD1 em xin lỗi, AD1 giùm em, còn em đang mặc là AD5 mấy chị coi thử giùm em bông nào thích mình vô giỏ hàng mình lựa bông đó giùm em ha. Dạ chứ mình mới comment vậy là mấy chị sẽ chưa có đơn luôn nha. Cả bộ đang mặc bao nhiêu phải em, và cả bộ đang mặc là 174.000 thôi mấy chị, áo là 89.000, quần là 85.000 luôn cho mình nha. Rồi bông nào cũng đẹp luôn mấy chị ơi. Một bông em đưa cho mấy chị coi, mấy chị xem không rõ mấy chị báo lại giùm em con mã đó em cho mấy chị xem lại nha. Rồi còn chị Bạch ơi, vô giỏ hàng kiếm được chưa, có chưa? Đã đặt rồi nha em, cảm ơn cho đặt hàng đặt đơn luôn nha.
Trời ơi, đã gì đâu mới chơi nhảy đơn liên tục con này luôn á. Rồi con này chọn em là AD13 hạnh phúc gì đâu, ước thì ngày nào cũng được chứ khúc này. Rồi con này em đang mặc hiện tại cho mấy chị là AD5. Rồi AD5 nó bị thao túng tâm lý, vậy con AD14 mới chơi. Quần chắc con phải gì em cho quần chắc phải thun luôn cho mấy chị nha. Áo sẽ là phải thun lưới, quần sẽ là phải thun coi dạng thoải mái cho mấy chị luôn. Lên một hai con mặc vô tư thoải mái cho cái món này dạ, luôn á. Lên một vài con đi nữa mấy chị mặc vẫn được nha. Kiếm chưa, chưa có chị ơi, chưa có lên này giùm em luôn đi cục vàng ơi, em bó tay rồi. Chứ không kiếm được nữa thì chứ lên cái này giùm em đi cho nó lẹ cục vàng của em ơi. Rồi con này chọn dạ chị đừng có những cái màu, em nói là con AD14 thì mình cứ việc đếm từ con AD1 cho đến con AD14 dạ, thì mình cứ việc ngừng lại thôi. Giờ các em chốt đơn nhiều lắm rồi cục vàng ơi, chốt được con AD14 sao chị vô chứ không có. Thì giờ cái này giùm em đi để em ghim lại cho chị nha. Rồi chị nào chị còn chị không thấy nữa thôi, cái này giùm em đi cho nó lẹ chị ơi. Rồi AD3 và con này là con AD8 giùm em nha. Rồi mới ghim lại cho chị rồi, chị nhắc vào cái chứ mua là tự động nó sẽ hiện cái bóng màu cái bóng xanh lên thôi à. Nằm ở trong giỏ hàng ghim lại cho em. Rồi em mới ghim lại cho chị rồi, chị nhắc vào cái chú mua đi. Còn chị 56 con là mình chọn size số 3, 52 con là mấy chị chọn size số 2 luôn cho mình được, con này đẹp nha. Luôn giùm em mấy chị ơi, con này chế nào đấy chọn giùm em là AD1489 ngàn, còn em đang mặc là AD5 nha cả nhà ơi. Chắc phải coi giãn không em nhỉ? Chắc phải, đương nhiên là nó sẽ có độ coi giãn cho chị, nhưng mà coi giãn vừa phải chứ không có coi giãn nhiều đâu nha. Thì con này là nó sẽ coi giãn ít cho mình á. À, áo ra mặt chắc phải có mỏng quá không em nhỉ? Không có bị mỏng cho mấy chị đâu nha. Chắc phải bên em được một cái là không quá mỏng và nó cũng không quá dày cho mấy chị luôn. Mỏng quá thì nó sẽ dễ bị lộ, còn dày quá thì nó sẽ dễ bị nóng cho mấy chị. Vì vậy mà chắc phải bên em thì nó vừa vặn cho mình á. AD5 chị Thu Nguyễn ơi, nhắc Phật với hàng chị chốt nha. Thôi vô giỏ hàng giùm em ơi, chị Thu Nguyễn ơi, chị Thu Nguyễn vào giỏ hàng giùm em nha. Qua đi nắm ngoài rất đẹp cho chị nha, là một con đường đen hoa trắng, con này thì rất là sang. Rồi đến mới ghim lại cho chị rồi, chị nhắc Phật cái chứ mua đi. Là tự động nó sẽ hiện cái bóng màu và cái bóng xanh lên thôi này à. Chị nào lấy chọn giùm em là AD20 cả nhà ơi. Rồi con này chế nào lấy chọn giùm em là AD2089 ngàn luôn giùm em nha. AD20 lấy cho chị một con thì chị nhắc vào cái hàng chị lấy đi, chứ chị comment là không có đơn đâu nha. Con AD20 của chị đâu nó sẽ nằm ở dòng cuối cùng luôn á. Còn con AD14 hồi nãy là nó sẽ nằm ở dòng số 3, chị vui đếm lên nha. 42 con là size 1 giùm em, 57 con là mình chọn giùm em là size 3 đi cục vàng ơi. Rồi con này chọn giùm em là AD13 cả nhà ơi. Và con này bên em mang theo kiểu tay dài nút ngọc, mang theo kiểu hồi xưa cho mấy chị, rất là sang cho mấy chị luôn nha. Đội tuổi này mặc cũng phù hợp luôn á. Đẹp quá mấy chơi, AD13 luôn giùm em nha. Rồi còn em đang mặc là AD5 mất cả nhà ơi. Rồi con chị gì nào cục vàng ơi, chị Thu Nguyễn ơi, vô giỏ hàng được không cục vàng ơi. Mà hiện tại đang cặp tiếp theo nữa cho mình xem là có con AD luôn cho mấy chị nha. AD1. AD1 là một con đình đỏ hoa vàng cho mấy chị nha. Dạ, mấy con này chị vô sang giỏ hàng kém mấy chị đâu ạ. Trường hợp mấy chị nhìn bông mấy chị hãy nhìn mã giùm em nha. Vô giỏ hàng cố gắng nhìn mã đừng nhìn bông nha cả nhà ơi. Không ra đâu cả nhà ơi, nó tới 20 bông trọng mấy chị ơi. Nó tí mấy chị nhìn không ra đâu, mấy chị phải nhìn cái mã. Em đọc mã AD1 vào giỏ hàng chốt AD1, em đọc AD14 vô giỏ hàng mấy chị đếm đi. 1 2 3 4 5 nó xếp nguyên một cái hàng như thế này mấy chị nhìn từ là nó ra con AD14. AD14 là nó chỉ có 20 màu, AD14 là nằm ở giống cái dòng cuối á cả nhà ơi. Cá bộ đang mặc bao nhiêu em? Dạ cá bộ đang mặc lên 174.000 nha. AD8 luôn giùm em đã đặt. Cảm ơn sẽ đặt hàng được đơn luôn nha. Rồi chị nào mà là khách mới bấm theo dõi giùm em một cái nha cả nhà ơi. Chế nào là khách mới bấm theo dõi giùm em nha. Bên em sẽ có bạn trên hữu đơn và kèm sản phẩm trơn cho mấy chị rất là nhiều luôn nha. Trời ơi 89.000 luôn giùm em mà lại. Con này có đang có view. Rồi con này chọn giùm em là AD5 cả nhà ơi. Một áo ra mặt có miệng ship không em? Dạ chơi phía ship không thì mình mua thử đi mấy chị. Nãy giờ chưa lâu rồi. Nãy giờ chưa lâu rồi. Áo ra mặt là mã mấy? Thì mã đang ghim chị là có con AD ta là có con AD5 nha. Mà hiện tại mặt là con AD5 là mã đang ghim rồi, mới ghim là cho chị rồi chị. Nhắc Phật cái chứ mua đi thì nó hiện lên rồi nè. Chị thấy không, nó hiện lên rồi nha. Chị nhắc Phật cái chứ mua kiếm cái con AD5 của chị nha, là nó sẽ nằm ở đầu dòng và nó sẽ nằm ở hàng số 2 luôn. Chọn màu chọn size cho dạ, mấy chị, em chị sẽ là có đơn nha. AD5 á cục vàng ơi, đang mặc là AD5 bông đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em là AD8 cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là AD8 89.000 luôn giùm em nha. Đã đặt hai áo, cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha. Dạ chị cầm một mấy 56 con là mấy chị chọn size số 3, 52 con là mình chọn size số 2 luôn cho mình là vừa là đẹp nha. Mà hiện tại đang cầm tiếp theo nữa cho mình xem là có con AD8 89 ngàn, AD1 89 ngàn luôn cho mấy chị nha. Lấy luôn cho chị hai con đi cho với sức mình nó hời hơn. Còn về với sức hay không thì mình mua thử đi nha. Còn chị Như Quỳnh đặt rồi thì mình cứ việc còn mấy năm em biết mình đang kèm sản phẩm cho chị. 57 con là size 3 giùm em ơi chị Như Quỳnh ơi, để em ghim lại trên giỏ hàng cho mình nha. Rồi chị Như Quỳnh chọn giùm em là size 3 là ok la nha cục vàng ơi. Rồi hiện tại món này làm đã mới ghim lại cho chị Như Quỳnh rồi nha. À, có khuyến mãi không sếp? Dạ chưa, hôm nay đang được có mai giảm cho mấy chị rất là nhiều luôn nha. Đang ghim mình 89.000 á. Hôm nay mấy chị ơi, gần cuối tuần rồi nó có mai giảm rất là nhiều cho mấy chị luôn á. Rồi con này chọn giùm em là AD1 cả nhà ơi. AD1 và chị Như Quỳnh biết đặt đơn không chị ơi? Biết thì vô giỏ hàng giùm em nha. Rồi 89.000 luôn giùm em nha.
Cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Dạ, cái tay lỡ bên em là có cổ vuông được không chị ơi? Tay lỡ là bên em có cổ vuông được không? Còn tay lỡ là bên em chỉ có cổ vuông mà có tròn thôi, với cổ tim là đa số là mang theo tay dài, không mà chị tay dài cổ tim cho mình nha. Cổ tim là phải đi với tay dài nó mới đẹp cổ tim, mà mấy chị lên tay lỡ nhìn nó không có xinh mấy chị ơi. Rồi con này nhìn nó không có duyên bằng. Rồi con này chọn giùm em là AD1 cả nhà ơi. Còn mình 56 con là mình nhắc phẩm của em, mình chọn size số 3 luôn cho em là vừa luôn cho chị nha. Mà hiện tại đang cầm tiếp theo là có con AD13. AD13 89.000 một áo luôn cho mình ngày hôm nay á, đã đặt cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha. Rồi chị nào biết thì vô dọn hàng đặt giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD19 cả nhà ơi. Rồi AD19 89.000 luôn giùm em nha. Mua về cho mình mặc cũng được, mua về cho mẹ mặc cũng được, mua về cho mình mặc thì cũng được luôn cho mấy chị nha. Rồi 89.000 luôn giùm em, 42 con là size 1, 57 con là mình chọn giùm em là size 3 nha cục vàng ơi. Rồi chị nào đã săn, đã mua, đã đặt được rồi comment cho em biết nha cả nhà ơi. Phải mấy con này mặc thì cũng rất thoải mái cho mấy chị luôn nữa. Rồi tim tim chấm chấm lên giùm em nữa chị ơi, 42 con là size 1, 53 con là mình chọn giùm em là size 2 nha. Đã săn, cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha. Còn chị cao 1m55, 57 con là mình chọn size số 3 luôn cho chị là vừa là đẹp nha. Hàng là hàng có size có số luôn cho mình rồi á. Mặc không vừa, ok chị yêu luôn nha. Em hỗ trợ đổi cho mình nha. Yên tâm nha, bên em sẽ hỗ trợ đổi trong vòng 3 ngày nha cột vàng của em ơi. Khi mà nhận hàng về hàng nó bị chật hay là bị rộng gì đó chị cứ ấy qua bên shop em, bên em hỗ trợ cho. Tại vì mỗi cái hàng bên em nó đều có một cái tấm thơ cảm ơn thế này nè. Chị thu thủy ơi, lớn này đi chị, không có này không có đơn. Bên em là bên em luôn sẽ có bạn hỗ trợ, còn không chị lên trên like chị canh chị nói em chị đưa cái này cho em là em hỗ trợ đổi cho mình nha. Được hỗ trợ đổi nha, nhưng mà mình lên đúng chiều cao cân nặng là không bao giờ đổi cả nhà ơi. Đổi thì sẽ đổi nhưng mà đổi rất là mất thời gian của mấy chị, nên em tư vấn size nào lấy đúng size đó giùm em là mấy chị sẽ mặc vừa nha cả nhà ơi. Dạ ví dụ như 10 chị thì nó cũng sẽ có 1-2 chị mà không đua thì em vẫn hỗ trợ, còn đa số là sẽ mặc vừa nha cả nhà ơi. Rồi giá 89.000 luôn cục vàng ơi, 89.000 một ảo nha. Nè trong gói hàng lúc nào nó cũng có thấm hơi cảm ơn như thế này hết trơn á. 52 con là mình chọn size số 2 luôn cho chị là phù đẹp luôn cho mình nha. 41 con là chị nhắc phật cái hàng mình chọn size số 1 luôn cho giúp em. Rồi 89.000 một ảo luôn giùm em nha, có gì đưa cho chị nó lẹ đi. Rồi tim tim chấm chấm lên giùm em đi cục vàng ơi, 42 con là mình chọn giùm em là size 1, 57 con là mình chọn giùm em là size 3 nha chị ơi. Rồi, mình tương tác, mình tim tim, mình chậm chậm lên giùm em đi cả nhà ơi. Rồi, 89.000 một ảo luôn giùm em nha. Chị Như Quỳnh ơi, không vừa chị quay lại đây em hỗ trợ đổi cho mình nha cục vàng ơi. Trời, cái bình nước nó có đường gì hết. Rồi 89.000 luôn giùm em cái mấy chị ơi. 42 con là mình chọn giùm em là mua mấy cái đường miễn ship vậy chị ơi. Chị biết vô dọ hàng không? Chị vô dọ hàng chị coi thử giùm em đi. Tại vì em thấy mua một áo cũng đã được miễn phí ship và nói chuyện Như Quỳnh ơi. Chị biết đặt hàng ở trong dọ hàng không? Tại vì hôm nay em thấy mấy chị hồi sáng giờ mua ship cao nhất là cũng là 97.000 thôi. Dạ ví dụ như mà ship cao thì mình lấy hai con cho nó đỡ tốn ship nha cục vàng ơi. Rồi, chế đẹp nào, tình yêu nào hiện tại đang vào hồi... cái này sáng nó được nhiêu? Nó được 23, 27. Thì ghê vậy. À, của em ở 64. Rồi 89.000 luôn giùm em mấy chị ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em nha. 52 con là mình chọn giùm em là size 2, 43 con là chọn giùm em là size 1 nha cục vàng ơi. Rồi chị nào đã săn, đã mua, đã đặt được nữa rồi mình comment cho em biết em lên đơn cho mấy chị nha. Rồi còn chị Như Quỳnh ơi, đặt hàng thì tranh thủ vào giỏ hàng luôn giùm em nha. Còn nếu mình không biết đặt hàng thì mình cứ tìm comment lên cho em biết luôn, bên em hỗ trợ luôn cho chị nha. Còn phí ship hay không còn phải tùy thuộc vào cái tài khoản của từng người nữa nha, chứ em không có hỗ trợ ship cho mình dạ. Á. Chị Như Quỳnh cứ nhắc vào giỏ hàng, còn chị Như Quỳnh không biết chị Như Quỳnh cứ nói em để bên em hỗ trợ cho mình nha. Trời ơi, 89.000 luôn giùm em nha. Em đang mặc là AD cả nhà ơi. 41 con và 41 con là chị nhắc thẩu hàng mà chọn size số 1 luôn cho em đầu vừa luôn cho mấy chị nha. Ưng con mẫu nào chọn con màu đó luôn cho em tranh thủ đặt đơn ngày hôm nay là tầm ngày mai hoặc mốt thôi là mấy chị sẽ có đơn nha. Con màu AD5 em đang mặc cưng lắm mấy chị ơi. AD5 89.000 luôn giùm em nha. Trời ơi, cái màu AD5 này cái bông nó đúng xịn luôn mấy chị ơi. Rồi AD5 89.000 luôn giùm em. Quần chắc phải gì, quần chắc phải cũng sẽ là phải thun luôn cho mấy chị nha. Áo sẽ phải thun lưới, quần sẽ là phải thun co dạng thoải mái và dày dặn luôn cho mấy chị luôn. Ưng con màu nào thì mới có việc chọn con màu đó luôn cho giúp em nha. Chứ chị comment vậy là không có đơn rồi, cho mình đâu ạ. Con này chị nào lấy chọn giùm em là AD4 cả nhà ơi. Rồi AD4 89.000 luôn giùm em AD4 cả nhà ơi. 53 con là mình chọn giùm em là size 2, 41 con là mình chọn giùm em là size 1 nha. Vì hiện tại mẫu này là em đã chị ghim lại cho mấy chị ơi, rồi chị nha. Chị lấy cái gì chị phải có cái này, không có cái này là em không để đơn được đâu nha cục vàng ơi. Phải có cái này giùm em nha.
Và hiện tại mẫu này làm đã có ghim lên cho mấy chị với giá cực kỳ là hợp và cực kỳ là trơn luôn cho mấy chị rồi á. 89.000 một áo luôn cho mấy ngày hôm nay, 45 con là mấy chị chọn size số 1 cho chị là vừa rồi nha. Con nào lấy chọn mấy em là AD4 cả nhà ơi. Còn em đang mặc là AD5, 89.000 luôn giùm em, 42 con là size 1 giùm em nha. Đã đặt, cảm ơn chị đặt hàng được đơn nha, dạ xin đó. Rồi 89.000 luôn giùm em nha cả nhà, có em ơi đọc đó. Bây giờ không được cái như trái táo đọc vậy đó cô chị em. Rồi 89.000 luôn giùm em nha, 42 con là size 1 giùm em nha. Đã sang, cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Rồi chị nào hiện tại có em mình đang vào xem live tranh thủ nha cả nhà ơi, 89.000 luôn giùm em, 42 con là size 1 giùm em nha. Rồi đang mặc hiện tại cho mấy chị nó sẽ là mã AD nha cả nhà ơi, bé này xíu quay. AD5 trong giỏ hàng hứa máy phải shop nên em hướng dẫn cho cục vàng nha. Rồi đếm ghim lại em hướng dẫn cho chị đặt hàng nha, có em ra được mấy chị. Dạ để em hướng dẫn cho cục vàng nha. Rồi em bấm vào chỗ mua nó nằm ở cái dòng thứ 2 hay gì ở cục vàng ơi. AD5 chứ em nghĩ dòng thứ 2 á. Dạ, trước tiên mà chị muốn đặt hàng cái con AD5 của chị á là mình phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn cho giúp em nha. Cái mã hiện tại đi chữ đã rim ở đây sẽ là cái mã đăng like, là mình phải nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bảng màu và cái bảng size lên nha. Và bước này là mấy chị sẽ chọn màu nè. Mình con AD5 của chị là nó sẽ nằm ở dòng số 2 này, thấy không? Con AD5 của chị nó sẽ nằm ở hàng số 2. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình, mặc sao nào thì chọn cái size đó, nhấp vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền tên đầu của chị rồi đó, nó cứ hỏi mình cái gì thì mình điền cái đó luôn cho mình giúp em. Lướt xuống tích vào chữ thanh toán khi nhận hàng, nhấp vào chữ đặt hàng là chị sẽ có đơn nha. Rồi, ghim này lại đi em ơi, cái này chưa ghim nữa nè. Rồi 89.000 luôn giùm em, kéo vô bấm số này nha. Rồi 89.000 luôn giùm em đi cả nhà ơi. Em đang mặc là AD cả nhà ơi. Rồi em đang mặc là AD5 cho cả nhà nha. AD5 89.000 luôn giùm em, 47 con là size 1, 52 con là size 2 giùm em nha. Ưng con màu nào thì mình cứ việc chọn con màu đó luôn cho giúp em nha. Vì tất cả các thao tác đặt hàng này do mấy chị nhau. Quần hiện tại đang ghim là cái mã số 1 cho mấy chị luôn. Mấy chị cũng thấy hài lòng con nào chọn con màu đó nha. Em đi cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là AD1 cả nhà ơi. 47 con là size 1 giùm em, 52 con là size 2 nha chị đẹp ơi. Còn chị Như Quỳnh ơi, tranh thủ đặt đơn đi mấy chị. À, em đặt hai cái rồi đó, được kiểm tra hàng đúng không shop? Dạ chú ơi, hiện tại trên đây nó không hỗ trợ kiểm tra hàng, nhưng mà chị nhận hàng đi, hàng nó gặp vấn đề mà không vừa gì đó chị nhắn vào shop em hỗ trợ. Còn không 11 giờ 10 giờ rưỡi chị lên trên live em hỗ trợ cho. Dạ, yên tâm nha cục vàng ơi, tại vì thường thường á là bên em sẽ cho hỗ trợ nhưng mà ở trên đây nó không cho mấy chú ơi, mình bán hàng rồi tại heo nó không cho nên em cũng không có dám cho mình kiểm tra hàng, tại vì á tại vì ở đây là mấy chị nào hay mua hàng là mấy chị cũng sẽ biết mua trong giỏ hàng nó sẽ không hỗ trợ kiểm tra. Nhưng mà hàng mấy chị có gặp vấn đề hay không giống gì đó mấy chị cứ quay lại đây em hỗ trợ đổi cho cả nhà hết nha cả nhà của em ơi. Dạ, tại vì ở trên đây mấy chị cũng biết rồi, bán hàng chất lượng người ta mới cho mấy bạn chị bán, mà bán hàng mà chỉ còn một khách hai khách chê thôi cả nhà ơi là nó không bao giờ cho mấy chị bán đâu cả nhà. Dạ, còn huống chi ngày nào em cũng đưa cái mặt em lên đây, ngày nào bên em like từ 7 giờ rưỡi sáng cho đến 9-10 giờ đêm cho mấy chị luôn. Dạ, nên chị cứ yên tâm hết cục vàng ơi. Còn mình 65 con là chị nhắc phải hẹn chọn số 4 luôn. Dạ, cho chị là vừa đẹp nha, yên tâm đến mấy chị. 4 áo em sẽ kèm cho mấy chị một món đội đầu nha cả nhà ơi. 4 áo được kèm một món đội đầu luôn giùm em nha. Trời ơi, cái món nó đẹp lắm mấy chị ơi, con canh hồi nãy em cho con canh một cái. Rồi món đẹp lắm mấy chị ơi, nó bằng nhung nha cả nhà ơi. Cái này nó bằng nhung nha. Rồi chị nào ưng được em đang mặc nữa thì mình nhanh chóng vào giỏ hàng giùm em đi cả nhà ơi. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nha. Vì số lượng con tại hiện tại xếp thì không còn nhiều nữa cho mấy chị đâu nha. Vì vậy mà trên nào còn cái size của mấy chị thì mình cứ việc lên chọn luôn cho chuyện. Dạ, con hay con nha. 89.000 luôn giùm em đi cả nhớ. Gọi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD17 cả nhớ. Rồi AD17 89.000 luôn giùm em, 42 con là size 1, 53 con là size 2 giùm em đi cục vàng ơi. Đây đây AD1 giùm em nha cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD1 cả nhớ. AD1 89.000 luôn giùm em nha. 48 con là chị nhắc phải hẹn mình chọn size số 1 luôn cho em nào vừa và là đẹp cho mấy chị nha. Và món này hiện tại làm là có ghim lên cho mấy luôn cho mấy chị rồi nha. 89.000 thôi mấy chị. Cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn luôn giùm em nha cục vàng ơi. 1m6 42 con là chị Lan Phương chọn giùm em là size 1 nha cục vàng ơi. Rồi, hiện tại món này em đã ghim lên cho mình rồi nha. Chị nào mà bị hót ra chịu khó vào lại giùm em nha. Rồi bấm theo dõi giùm em cái mấy chị ơi, thoát ra vào lại giùm em nha. Tại vì em like nhiều cả nhà ơi nên nhiều khi mạng nó bị yếu cái tự dăng ra, hoặc là em like lâu quá nó bị nóng quá cả nhà. Rồi con này chọn giùm em là AD8 cả nhà ơi, màu đỏ đô luôn giùm em ha. Chắc phải gì em, và con này chắc phải thêm lưới cho chị nha. Dạ, được hàng rồi, con AD14 đẹp xuất sắc. Cảm ơn chị yêu luôn nha. Ui, tính ra mới hôm qua mà hôm nay. Đúng rồi, hôm nay nhận được hàng rất là nhanh nha. Nhanh dữ vậy mấy cục vàng của em ơi, đây AD14 là chị mua con này đúng không cục vàng ơi?
Trời, nay có ủng hộ em thêm không chế? 48 con và 48 con là chị chọn size số 1 màu này hiện tại để mặc cho mấy chị xem là có con AD5 nha. AD5 89.000 thôi mấy chị, một con mức giá quá đắt hỏi luôn cho mấy chị rồi á. Quần bên em là 85.000 còn các bộ là 174.000 luôn cho mình ngày hôm nay nha. Dạ, mình đã săn, đã mua, đã đặt được rồi. Comment cho em biết giá tri ân và đang bán hiện tại chỉ có 89.000 thôi cả nhà ơi, đã đặt thành công. Cảm ơn chị luôn nha. Còn con mình chưa, còn chị 45 con là mình chọn size số 1 luôn cho chị là vừa và là đẹp luôn cho mình rồi á. Rồi 89 ngàn luôn giùm em mấy chơi. Rồi hôm nay chị nào đặt hơn em có kèm vòng tay cho mấy chị luôn nha. Thơm quá. Mà hiện tại đang cầm đó con AD19 nha. Thơm quá. Thơm cái mùi gì đã quá. Rồi 89 ngàn luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em mấy chơi. Rồi con này chọn em là AD10. Và hôm nay mà chị nào đặt hai áo bên em kèm cho chị một cái chuỗi vòng tay như thế này luôn cho mấy chị nha, đẹp lắm. Đây nè mấy chị ơi, đây cái món này, lộn bảy cái vòng đeo tay rất là thơm nha cả nhà ơi và rất là chắc cho mấy chị nha. Cái vòng phong thủy á cả nhà ơi, thơm lắm cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em nha cả nhà ơi. Không nhúng gì em hỏi. Rồi con này chọn em là AD19 cả nhà ơi. Rồi chị 58 con là chị nhắc sau hàng mình chọn số 3 luôn cho giúp em là vừa và là đẹp cho mấy chị nha. Đã đặt đã mua rồi thì mình cứ việc comment luôn cho biết đi bên em kèm sản phẩm tri ân cho mình. Đây con này chọn giùm em là AD14 giùm em nha cả nhà ơi. Con này chế nào đấy chọn giùm em là AD14 89.000 luôn giùm em. Dạ, và chị nào á? Và chị nào hiện tại đang là khách mới thì dạ, cho em một nút theo dõi luôn nha. Thì chị Khả Phi ơi, chị có đó thì chị lại shop nha. Vô lại shop giùm em đi cục vàng của em ơi. Dạ em cũng nhân viên thôi cục vàng ơi. Em mà đưa chị vô cái tấm chuyện luôn, chị lại shop giùm em nha. Cặp xếp em nó sẽ dễ hơn cục vàng ơi. Dạ đúng rồi. Dạ lại shop giùm em đi, lại shop giùm em đi cục vàng. 45 con, 45 con là chị nhắc Phật với hẹn mình chọn size số 1 luôn cho giúp em là vừa và đẹp luôn cho chị nha. Đã săn rồi nha, em cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Dạ, yeah. Rồi 89.000 ok. Ok chị Khả Phỉ nha. Rồi em đang mặc nè mấy chơi, em đang mặc là AD5 cả nhớ ơi. Rồi AD5 luôn giùm em 89.000 nha cục diện ơi. Mà hiện tại đang cầm tiếp theo nữa luôn cho mình xem là có con AD10 là có con AD8 nha. AD8 89.000 là một con màu đỏ đô cực kỳ là xịn sò luôn cho mấy chị á. Nó đẹp mấy chơi. Đây con AD8 luôn giùm em, chấn động bờ kè luôn mấy chơi. Con này chẳng những đẹp mà nó còn sang nữa nha cả nhà ơi. Trời ơi, đây đẹp. Có khuyến mãi không shop vậy chị Nunu ơi. Dạ chị. Rồi con này chọn giùm em là AD cả nhà ơi, AD14. Rồi con này AD14 cả nhà ơi, AD14 giùm em 89.000 nha cả nhà ơi. Ôi chị Nunu ơi, chị đang muốn đặt hàng này chị nhắc vào cái giới hạn cho chị nha. Hôm nay đang được hỗ trợ cho chị rất là nhiều luôn á. Hỗ trợ ưu đãi rất là nhiều luôn á cả nhà ơi. Rồi tiếp tục cho em con này luôn á chơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em là AD19 cả nhà ơi. Rồi AD19 mà tao nói cho tao nghe. Quần bao nhiêu một cái, quần bên em là 85.000 cái luôn cho mấy chị nha. Áo là 89.000, cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Rồi 89.000 cho em luôn, em đang mặc là AD5, chế nào lấy chọn em là AD5. 65 con là size mấy em vậy, trên 1m6, chọn size 4, dưới 1m6 thì chị chọn size 5 nha, lên cái chiều cao nữa đi. Chị lên chiều cao giùm em đi, còn chị nào mà không biết thì cái này giùm em nha. Nhưng mà chị đặt đơn là chị phải có cái này giùm em, không có cái này em không để đơn được cho mình đâu nha cục vàng ơi. Đang cầm tiếp theo nữa luôn cho mình xem là có con AD9 nha. AD9 89.000 một con luôn cho mấy chị ngày hôm nay, đã đặt cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Đẹp quá mấy chơi. Đây tiếp tục cho em luôn mấy chơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em là AD20 nha cả nhà ơi. Rồi AD20 89.000, 42 con là size 157, con là size 3 giùm em. Quần chắc phải gì, quần phải thun luôn chị, áo là áo thun lưới cho chị nha. Đây con này đẹp luôn giùm em mấy chơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em nó sẽ mã AD cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD13 cả nhà ơi. Rồi AD9 chị Kiệm ơi, chị Kiệm vô dọ hàng giùm em AD9 nhắc vào dọ hàng giùm em đi cục vàng ơi. Rồi chị Kiệm ơi vô dọ hàng giùm em đi, bên em hỗ trợ cho. Đây nè chị Kiệm ơi, AD9 của cục vàng nè. Con này thì rất là đẹp luôn cho mấy chị nha, mua luôn cho mình con hai con đi cho nó ship nó hình nó hợp hơn. Chị nào không biết thì bảo giùm em, bên em hỗ trợ cho, ghim lại bên đây cho mấy chị luôn em ơi. Đây con này chọn giùm em là AD7 cả nhà ơi. AD7 89.000 màu rất là đẹp luôn. Nó sẽ là màu nâu nâu, màu xám xám á cả nhà ơi. Nó những cái màu mà càng tối mấy chị mặc lên càng trắng da, giọng hàng như màu đen. Màu đen thì khỏi phải bàn rồi đúng không cả nhà ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em nha. Rồi hiện tại món này làm đã có ghim lại cho mấy chị rồi nha. Có 88.000 con 89.000 con hôm mấy chị. Dạ, một con màu đen, một con màu tím mặc trông đẹp chị ơi. Rồi con này chọn giùm em là AD1 cả nhà ơi. Rồi AD1 em lộn bảy, AD16. Con này chọn giùm em mã sẽ là AD16 cả nhà ơi, 89.000 luôn giùm em.
À, một bộ luôn là bao nhiêu? Dạ một bộ luôn là 174 ngàn luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Còn chị Kiệm ơi, biết vô giỏ hàng không? Chị ơi biết thì vô giỏ hàng đặt giùm em áo nha. Em mặc là có set 1, có size 1 không shop có nha. Em đang mặc là size 1 luôn nè chị ơi, em đang mặc hoàn toàn là size 1 không à. Em có 49 con em mặc size 1 không à. Nhưng chị cũng ơi, phải tùy thuộc vào qua con nặng mỗi chị nữa nha, chị lên cái chiều cao kèm mấy con nặng đây, chị cho nó chắc nha. Con này chọn giùm em là AD12 cả nhà. Chị nào hay mặc đồ size S là mấy chị lấy size 1 cho em. Dạ chị nào mặc đồ hay mặc đồ size S là lấy size 1 cho em là vừa nha cục vàng ơi. Rồi con này chọn giùm em là AD9 là cả nhà, xanh đen giùm em nha. Bao nhiêu một áo? Dạ 89.000 một áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Rồi, cái mức giá mà quá là hời luôn cho mấy chị rồi. Chưa đến 100.000 cho mình á. Còn chị 45 con và 45 con là mình chọn size số 1 luôn cho chị nha. Và hiện tại đang cầm tiếp theo là có con AD20. AD20 89.000 một áo luôn cho mình ngày hôm nay nha. Tiếp theo nữa là có con AD14. AD14 là một con đèn trắng hoa phần trắng cho chị á. Đèn đen hoa phần trắng. Rồi con này tiếp tục cho em luôn cả nhà ơi. Nó sẽ là mã AD8 cả nhà ơi. AD8 là một con màu đỏ đô luôn cho chị nha. Còn chị Hoàng Luân ơi, dạ, tranh thủ lấy luôn cho chị con về mặc đi. Rồi 89.000 một áo, 42 con là size 1, 57 con là mình chọn giùm em là size 3, đã đặt thành công một. Cảm ơn cho đặt hàng được đơn luôn nha. À, màu đen đang mặc có không shop có chứ. Ơi, AD5 có mới like được, không có là em không like được đó chị ơi, để em ghim lại trên giỏ hàng. Chị nào vô giỏ hàng không thấy nữa bảo giùm em anh em hỗ trợ cho mình nha. Em đang like đương nhiên là nó phải có em mới like được, không có em không like được có mấy chị ơi. Rồi mới ghim lại cho chị rồi, chị nhắc vào cái chứ mua đi là tự động nó sẽ hiện cái bán mặt và cái bán size lên thôi nha. À, còn chị 65 con là mình chọn size số 4. À... không biết là con bộ đặt đặt số 2 đưa số 1 và không vừa hôm nay đặt số 2 giùm em nha cục vàng ơi. Đúng còn rồi, cái mặt không vừa lấy lên này giùm em hỗ trợ đổi cho. Tại vì nhiều một phần là do nó hết á cục vàng ơi. Do nó hết nhiều khi bên em phải đi đơn có chắc chập hỏm cho do cái con này số lượng bên em nó bị nhảy giọt á. Thì giống như là trong giỏ hàng em thêm có 10 cái thì nó nhảy lên 50.000 cái mấy chị ơi, thứ nào chịu nổi không? Là em like nó hết hàng rồi mà nó vẫn còn trên đó, mấy chị giặt đặt vẫn được nhưng mà trong shop em nó không còn, em không có giao được cho mấy chị nên em phải đi đơn cho mấy chị. Còn ví dụ như mấy chị không hài lòng em sẽ xả đi xiền lại cho mấy chị nha, tại vì cái đó lỗi bên em mà mấy chị ơi, nhiều khi cái giỏ hàng nó bị lỗi mình không có biết được. Còn chị Kiệm ơi, chị lên cái này đi em hỗ trợ đổi cho chị cái số 2 nha cục vàng ơi. Dạ còn nếu như mà nó hết em cái ví dụ chị không vừa ý con nào hết thì em trả xiền lại cho mình được không cục vàng ơi. Dạ không có. Chị màu đen, chị màu đen này chị cũng phải nhắc vào cái giới hạn chị chốt cho chị nha, chứ chị còn không có đơn cho chị luôn nha. AD5 nha. Dạ còn chị Kiệm ví dụ như mà hôm trước mặc số 1 không vừa thì hôm nay chị lấy số 2, còn chị ấy cái này lên giùm em đi bên em đổi lại số 2 cái áo chị mặc không vừa cho cục vàng ơi. Không sao hết mấy chị ơi, tại vì đơn mấy chị đặt thì em phải đi, em không đi là nó đánh em á chị ơi, là em nghĩ like luôn á cả nhà. Mua một lần mình trải nghiệm mấy chị. Em không có muốn đâu mấy chị ơi, tại vì nhiều khi nó hết hàng mình đâu có biết được. Trời ơi mấy chị ơi, nổi không phí đi phí về nữa, ai tốn mấy chị, em tốn không chứ mấy chị đâu có tốn đâu đúng không? Trời ơi bởi vì nó khổ đau khổ lắm mấy chị ơi. AD5 thì chị nhắc vào cái giỏ hàng đi. Đây muốn dẫn cho mình mua cục vàng dạ. Ơi. Trước tiên mà chị muốn đặt hàng cái con AD5 á là chị phải nhắc vào cái giỏ hàng màu vàng bên phía trái màn hình của mình luôn cho giúp em nha. Cái mã hiện tại á, rồi đây cái mã hiện tại để chữ đã riêng đây sẽ là cái mã đăng like, là chị nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bán màu và cái bán size lên, và bước này là mấy chị sẽ chọn màu nha. Con AD5 của chị là nó sẽ nằm ở dòng đầu tiên và nó sẽ nằm hàng số 2 y chang của màu đang mặc luôn cho giúp em. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình mặc size nào thì mình chọn cái size đó, nhắc vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền tên đầu của chị đó, nó cứ hỏi mà cái gì thì mình điền cái đó luôn cho mình giúp em nha. Lướt xuống tới vào chữ thanh toán khi nhận hàng ở dưới đây, nhắc vào chữ đặt hàng là chị sẽ có đơn luôn, mà làm thử đó chị nó rất là dễ nha. Một con với ship cao quá lấy luôn cho chị hai con đi cho với ship của mình nó hời hơn. Còn phải với ship hay không thì bên em không hỗ trợ. Cảm ơn chiêu luôn rồi, nha. Rồi 89.000 một áo luôn giùm em đi cục vàng ơi. 42 con là size 1, 57 con là mình chọn giùm em là size 3 nha. Rồi con này chọn giùm em là AD4, còn em đang mặc là AD5. Chị nào lấy AD5 nữa thì vào giỏ hàng giùm em nha. Tim lên giùm em đi cả nhà ơi. Hôm nay chị nào đặt 4 áo kèm cho mấy chị một cái món đầu cực kỳ xịn sò cho mình luôn nha. Đây, con này chị nào lấy chọn giùm em là AD13 cả nhà ơi. Rồi con này chế nào lấy chọn giùm em là AD13 mặc size màu khác cho cả nhà xem nha. Rồi nó mặc sang màu khác qua cho mấy chị xem nha. Rồi tim chấm chấm lên giùm em đi cả nhà ơi. Trời ơi con AD20 nó đẹp quá mấy chơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD20 cả nhà ơi, màu xanh giùm em nha. Rồi con chị gì ơi, chị Hí Hanh gì ơi, vô giỏ hàng giùm em đi cục vàng ơi. Rồi ba con màu đang cặp tiếp theo nữa luôn cho mấy chị xem là có con AD2 cho chị nha. AD2, AD8 và con AD3 luôn cho giúp em nha. 89.000 thôi mấy chị. Và món này bên em mai gồm 20 màu luôn cho mấy chị nha. Và tương đương với 20 bông khác nhau luôn cho mấy chị luôn. Mấy chị cảm thấy ưng con mẫu nào, ưng con màu nào á, chọn con màu đó luôn cho giúp em nha. Vì tất cả các thao tác đặt hàng này do mấy chị thôi à. Cổ tim tay dài nút ngọc và mai theo kiểu truyền thống luôn cho mấy chị nha. Quần có bán không chị? Dạ có chứ. Quần hiện tại đang ghim là cái mã số 1. Quần bên em có 2 màu cho chị là con quần trắng và con quần đen nha. Hết gọn gàng thêm một tí xíu nữa bên em phải có bán quần nhỏ cho chị là 65.000 một cái luôn. Còn cái này là con đang ghim là con áo lẻ không kèm quần cho mấy chị nha.
65 cân được không em? Dạ 65 cân, quan trọng mà chị cao bao nhiêu nữa, trên 1m6 lấy xe 4, dưới 1m6 thì mình lấy xe 5 luôn, cho em là vừa và là đẹp luôn cho mấy chị nha. Cổ tim tay dài nút ngọc và mai hay kiểu truyền thống cực kỳ là xịn sò cho mấy chị luôn. Và mẫu này mấy chị có tên có lên tầm 1-2 cân mặc vô tư thoải mái luôn á, thì bản chất con này là nó sẽ coi giãn luôn cho mình nha. Vì ở trên đây thì nó không hỗ trợ cho mấy chị đồng kiểm tra hàng nữa, nhận đơn hàng này đi mấy chị. Hàng đây, có bất kỳ vấn đề gì bên em vẫn hỗ trợ đổi cho chị trong vòng 3 ngày luôn nha. Chấn động luôn mấy chị ơi. AD4 rồi nhét nhanh dữ nha. Rồi con này chọn giùm em là AD4 cài. Em lấy hai cái quần màu đen chị, rồi để em coi cái mã nào cho rồi, chị nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD4 cài nhớ ơi. AD4. Quần màu đen nó quần rộng á. Là mã 1. Là mã số 1. Là cái mã số 1 là 85.000 một cái luôn cho mình nha. Thấy luôn luôn cho mình hai con thì mặc đi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD4 cài nhớ ơi. Rồi AD4 89.000 luôn giùm em, 42 con là size 1 giùm em đi cục vàng ơi. 56 con là mấy chị chọn size số 3 luôn cho chị là vừa và đẹp luôn cho mình nha. Rồi con này chế nào lấy chọn giùm em là AD14 cả nhà ơi. AD14 85 con là chị Phạm Đèo ơi, chị cao bao nhiêu nặng bao nhiêu cục vàng ơi. Dạ, cao bao nhiêu cục vàng ơi, chị có cân nặng rồi, chị đơn chiều cao đi, dáng mình cao thì lấy size 4, còn dáng mình thấp thì mình lấy size 5 giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD14 cả nhà ơi. AD14 89.000 luôn giùm em nha, 42 con là size 1 giùm em. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD14 cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD17 mấy chị ơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em là AD17 nha cả nhà. AD17 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. AD17 luôn giùm em nha. Trong giỏ hàng không thấy AD14 shop ơi. Ôi vậy chị ơi, chị không thấy hả? Chị ơi bây giờ chị nhắn vào shop, còn không chị lên cái này để bên em hỗ trợ cho mình nha. Dạ AD14 có trong giỏ hàng, nhiều khi nó bị lỗi nữa mấy chị ơi. Dạo này á không biết sao cái giỏ hàng nó hay bị lỗi á cả nhà ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Chế nào đang vào xem live ương đồ em đang mặc thì mình nhanh chóng vào dọn hàng luôn giùm em nha. Cục vàng ơi lớn này giùm em đi, bên em hỗ trợ cho. Rồi 89.000 một áo luôn giùm em đi cả nhà ơi. Em đang mặc chị nào lấy chọn giùm em, nó xà mã AD4 cả nhà ơi. Form dáng chất vải cực kỳ im cho mấy chị luôn nha. Rồi con này chọn giùm em là AD17 cả nhà ơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em là AD17 luôn giùm em nha. Rồi 52 con là mình chọn giùm em là size 2 cục vàng ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD4 đó chị ơi. Rồi đang mặc AD4 luôn giùm em. AD16 mấy chị ơi, con này chị nào lấy chọn giùm em là AD16 nha. Rồi AD4 chị ơi, AD4 vô giỏ hàng giùm em đi chị Đặng Lan ơi, chị Đặng Lan vô giỏ hàng. Thấy đang ngon mắt trước heo. Đó hối hận chứ. Không bao giờ quá muộn. Bây giờ mình tăng màu béo cũng được thì ảnh ghê. AD4 chị Đặng Lan ơi, chị đặt hàng được chưa? Nếu chị không biết đặt hàng thì mới cái việc cầu mang đi bên em hỗ trợ cho chị trời nha. 89 một quần một cái thì 54 con là size số 2, một quần 52 con cũng là size số 2 cho chị hết nha. Hết chị ơi, size 2 hết giùm em nha. Tại vì cái quần á chị ơi nó size xích nhau nhiều. Ví dụ như tầm khoảng 55 độ về là mặc size 2 hết giùm em nha. Còn giày muốn chắc hơn nữa thì lên cái chiều cao nó đi cho nó chắc ăn hơn nha. Còn dạ, mình mặc size của mình mặc size 2 cho chị là vừa rồi á. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD16. Được đâu. Mày khí khô quá. Rồi 89.000 luôn giùm em á chị ơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em là AD cả nhà ơi. Rồi em đang mặc chị nào lấy chọn giùm em là AD cả nhà ơi. 42 con là size 1 giùm em nha. 57 con là mình chọn giùm em là size 3. Em đang mặc là AD4 cả nhà ơi. 59 con chị Kim Ngân chọn giùm em là size 3 nha chị Kim Ngân ơi. Chị Kim Ngân chọn giùm em là size 3. Trời ơi nó văng ra rồi kìa. Quá còn. Đây con này chị nào lấy chọn giùm em là AD16 cả nhà ơi. AD16 89.000 luôn giùm em. 59 con là chọn giùm em là size 3 cục vàng ơi. Con này nó cũng xịn luôn cho mấy chị nha. Con ok chị yêu nha, xin chào các bạn hỗ trợ cho chị à. Rồi chụp. Rồi 89.000 luôn giùm em mấy chị ơi, để bên em hỗ trợ cho mình nha. 89.000 luôn giùm em đang mặc là con. Còn 59 con là chị Kim Ngân là mình chọn size số 3 luôn cho chị là vừa phải là đẹp luôn cho mình nha. Bên em từ 40 con sẽ lên và từ 85 con bắt đầu luôn cho mấy chị á. Mấy chị mặc màu nào chọn con màu đó cho chị nha. Cảm ơn chiêu luôn. Ôi cảm ơn tình yêu đã đặt được đơn giùm em nha. Rồi mấy chị ơi, chị nào hiện tại của em mình đi vào xem nay mình ưng được em đang mặc nữa thì mình nhanh chóng vào dọn hàng luôn giùm em nha. 89.000 màu con, quần 85.000, cả set là 174 luôn giùm em đi cả nhà ơi. Chia sẻ phương like kim tim chấm chấm phàm hình luôn cho mình đi chị. Size 3 ơi, size 3 thì vô dọn hàng giùm em để em ghim lại trên dọn hàng một lần nữa cho mấy chị nha. Dạ. Rồi giá chuyên và đang bán hiện tại là chỉ có 89.000 màu con thôi cả nhà ơi.
Rồi, hiện tại món này là em đã mới ghim lên cho mấy chị rồi nha. Phía nhất phải có cho hàng cho mình đi chị là tự động nó sẽ hiện cái bóng màu lên thôi nha. Mà hiện tại đã mặc luôn mấy chị xem là có con AD luôn cho mấy chị nha. AD 10, mà hiện tại đã mặc là có con AD 4. Rồi, mới ghim lại cho mình rồi chị. Em ghim lại rồi nha, cục vàng ơi, cái này mở lại đi. Rồi, 8-9 ngàn luôn dùm em AD 16 cả nhớ ơi. Rồi, con này chị nào đấy chọn dùm em là AD 16 nha cả nhớ ơi. 42 con là mình chọn dùm em là size 1, 57 con là size 3 dùm em nha. 41 con này chị nhắc phải có hàng mình chọn size số 1 luôn cho em là vừa và đẹp luôn cho mấy chị nha. Và hiện tại mẫu này làm đã có ghim lên cho mình rồi nha. Rồi, con này chế nào lấy chọn dùm em đó sẽ là mã AD 2 cả nhớ ơi. Rồi, con này chị nào lấy chọn dùm em đó sẽ là mã AD cả nhớ ơi. Rồi, con này chọn dùm em là AD 8 nè. Con này chọn dùm em là AD 3 cả nhớ ơi, 89 ngàn luôn dùm em nha. Con chị 48 con là mình chọn size số 1 luôn cho em là vừa và đẹp luôn cho mấy chị nha. Và mẫu này hiện tại em đã mới có ghim lên cho mấy chị rồi á. Đây, đẹp luôn mấy chị ơi. Con này chị nào đấy chọn giùm em đó sẽ là AD 17 cả nhớ ơi. Rồi AD 17 89 ngàn luôn giùm em nha. Rồi con này chị nào đấy chọn giùm em luôn cả nhớ ơi. AD 14 cũng là một màu đang cầm luôn cho mấy chị với dấu đỡ cho mình là 89 ngàn là một áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Đã mua đã săn luôn cho mình rồi dạ. Cái thì còn em con cho chị Phạm Hà ơi đặt được đơn chưa nha. Chị ơi em đang mặc là AD 4, chị nào lấy AD 4 thì vào dọ hàng. Em đang mặc là AD 4 nha mấy tình yêu các em ơi. AD 4 này em đang mặc cho mấy chị nha. Chị 65 con mặc được món này không em? Dạ 65 con, quan trọng là chị cao bao nhiêu nữa mới được nha. Vì con này thì chắc phải coi giãn không có nhiều cho chị á. Cái lên đúng cái chiều cao kèm với cân nặng của mấy chị là được. AD 8 giùm em màu đẹp quá mấy chơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD 8 nha cả nhớ ơi. 42 con là chọn giùm em là size 1 với cục vàng ơi. Rồi AD 8 luôn giùm em nha. Đã săn, cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Bên em có kèm sản phẩm tri ân cho chị nha. Một áo cũng có cho mình, hai áo cũng có luôn. Và công viên về cái mẫu này đang có mà giảm đâu mấy chị. Và tất cả các mặt hàng đều có mà giảm hết luôn cho mấy chị rồi nha. Ưng con màu nào mấy chị cảm thấy hài lòng, con màu nào thì mới có việc chọn con màu đó luôn cho em. Nếu chị mới comment lấy cho chị một bộ, lấy cho chị hai bộ như vậy là mấy chị sẽ chưa có đơn luôn nha. Rồi 89 ngàn luôn giùm em á chơi. Rồi em đang mặc là AD4 cả nhà. Áo đang mặc lấy cho chị một cái, lấy cho chị một cái là chị cứ nhắc phải có hàng chị lấy đi. Chứ bên em không thể nào mà tự chốt đơn được cho mấy chị đâu nha. Và không thể nào tự đi ý đi đơn được cho mấy chị đâu. AD8 cả nhà ơi. Đã đặt rồi nha em, cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Cảm ơn chị đặt hàng được đơn nha. Bên em có kèm sản phẩm tri ân cho chị nha. Rồi để cái sản phẩm này để em ghim lại cho mấy chị lần nữa nha. Nhắc vào cái chứ mua đi chị là tự động dạ. Nó xuất hiện cái bóng màu lên thôi chị à. Chị nào ưng được em đang mặc thì mình nhanh chóng vào dọ hàng cả nhớ ơi. Rồi con này chị nào đấy chọn giùm em là AD20 cả nhớ ơi. Rồi AD20 luôn giùm em. Em có nhiều chuyện ghê. Đây con này chọn giùm em AD13 nó nhiều chuyện ghê. Dạ. Hay xíu gì. Đây con này chọn em là AD13 cả nhớ ơi. Rồi AD13 89 ngàn luôn. 47 con là size 1 giùm em mấy cục vàng ơi. Rồi để em ghim lại cho mấy chuyện lần nữa nha. Đây tiếp tục luôn mấy chơi. Con này chị nào đấy chọn giùm em đó sẽ là mã AD cả nhớ ơi. Rồi con này chọn giùm em là AD19 luôn giùm em đi cả nhớ ơi. Nhắc vào cái chưa mua đi chị, mới ghim lại cho chị rồi á. Xíu sao các bạn hỗ trợ cho chị thôi nha. Rồi con này chị nào đấy chọn giùm em là AD12 cả nhớ ơi. Rồi AD12 89 ngàn luôn giùm em nha. Ô chị 45 con là chị nhắc Phật có hẹn mà chọn size số 1 luôn cho em nha. Đầu cái phiên like này thì mới cái việc chia sẻ phiên like cho bạn bè người thân cũng phần cùng với giá rất hợp luôn cho mấy chị đi mấy chị. Xuất sắc luôn cả nhà ơi. Rồi tim chấm chấm lên giùm em đi cả nhà ơi. Em mặc áo đang mặc có size 5 không em? Dạ có chứ, từ size 1 đến size 5 là bên em vẫn còn đầy đủ hết luôn cho mấy chị nha. Lên đúng cái chiều cao kèm với cân nặng của mấy chị là được. Còn về tư vấn size để hai em tư vấn cho mấy chị nha. Mà hiện tại đang cầm tiếp theo là có con AD8, AD3 và có con AD2 cho mấy chị luôn. 89 ngàn là một áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Chị nào chưa từng mặc thông lưới mua thử cho mình một con về mặt nên mấy chị nó không làm cho mấy chị thất vọng đâu nha. Ở trên like em like sao nói như thế nào từ phong dáng cho đến cái chất liệu và cả về cái màu sắc mấy chị nhận hàng y chang hình như vậy luôn cho mình á. 41 con này chị nhắc Phật có những hàng mình chọn size số 1 luôn cho em nha. Rồi để mặc màu khác qua cho mấy chị xem nha. Cổ tim tay dài nút ngọc và mai hay kiểu truyền thống cho mấy chị luôn. Chồng đầu hả em? Thì đúng rồi, con này bên em sẽ là dạng chồng đầu rất là dễ mặc luôn cho mấy chị nha. Mà có lên tầm 1 đến 2 con mặc vô tư thoải mái luôn á. Đi lễ đi chùa nè, cái cả mấy chị mặc ở nhà thì cũng rất thoải mái cho mấy chị luôn nha. À chắc phải gì ạ? À, coi giãn không em? Vậy chắc phải thun lưới cho mấy chị nha. Chắc phải thun lưới bên em là đương nhiên là nó sẽ coi giãn cho mấy chị luôn. Nhưng mà coi giãn ở mức độ vừa phải chứ không có coi giãn nhiều cho mấy chị đâu nha. Và hàng này là hàng xuất xưởng không qua trung gian chị nên bên em để được cho chị là cái giá hời như thế này. Để được cái mức giá hời cho mấy chị thì mình có việc tranh thủ lấy luôn cho chị 2 đến 3 con luôn cho mình về mặt nha. Một con mấy chị cảm thấy phí ship cao quá thà như vậy lấy luôn cho mình 2 con đi chị cho phí ship mình nó hời hơn nha. Còn về phí ship hay không thì phải mua thử thì mình mới biết nha. Rồi em qua màu cho chị nha. AD8. Trời ơi, con AD8 á chị ơi.
AD8, chị nào lấy AD8 chọn giùm em nha. Em có thể phối quần trắng và quần đen đều đẹp nha cả nhà ơi. Rồi giá tri ân 89 nghìn luôn giùm em. Đã xăng, cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Trời ơi, con màu đỏ này nó đẹp cực kỳ luôn á chị ơi. 89 ngày một con AD8, chị nào hết đỏ đậm thì lấy giùm em AD8. Còn chị nào hết nhạt hơn mấy chị có thể lấy AD12 hoặc là con AD1 nha cả nhà ơi. Quần chắc phải gì, quần chắc phải thun luôn cho mấy chị nha. Quần chắc phải thun mềm mịn co dạng thoải mái và thoáng mát cho mấy chị luôn á. Mà có lên tầm 1-2 con mặc vô tư thoải mái cho cái mẫu này luôn nha. Đây, con AD1 giùm em đi cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD1 89.42, con là size 1 giùm em mấy chị ơi. Chị đã đặt hai áo, cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Bên em có kèm sản phẩm trơn cho chị nha, mọc áo cũng có kèm sản phẩm cho mình, hai áo cũng có luôn cho mấy chị á. Tranh thủ đặt đơn đi mấy chị, em tranh thủ đưa đơn cho mình sớm nhất có thể cho mình nha. Rồi, con này chị nào lấy chọn giùm em, nó sẽ là mã AD12 cả nhà ơi. Trời ơi, nó đẹp quá, mấy chị ơi, màu đỏ giùm em nha. Rồi, em đang mặc, chị nào lấy chọn giùm em là AD8 cả nhà ơi. Bông màu đỏ, đỏ là đỏ đô luôn giùm em nha. Con màu này bông đẹp nè mấy chị ơi, AD8 luôn giùm em nha. Form rất là đẹp cho mấy chị nha. Ừ, con màu nào thì mới có việc chọn con màu đó cho mình luôn đi mấy chị, chứ mấy chị comment nhà mà lấy cho chị một cái, cái chị hay ai cái này là mấy chị sẽ chưa có đơn nha. Em nha, mua về mặc thử đi cả nhà, có em ơi, bông đẹp đẹp không mà cả nhà ơi. Rồi con chị Phạm Hoa, chị đang Phương, chị Ngọc Hân đặt được đơn chưa cục vàng ơi. AD1 giùm em 89 ngàn nha cả nhà ơi. Áo đây mặc có size 5 không ạ? Dạ có chứ, từ size 1 tới đến size 5 là bên em vẫn còn đầy đủ hết luôn cho em mấy em chị nha. Em còn đủ size cả nhà ơi, từ 1 đến 2 3 4 5 là có đủ size cho cả nhà luôn. Tiếp theo màu đang cầm nữa luôn cho mấy chị xem, nó có con AD luôn cho mấy chị nha. AD14 89 ngàn một áo luôn cho mấy chị. Ngày hôm nay hai con có được miễn ship không em? Dạ chưa, phí ship không, còn phải tùy thuộc vào cái tài khoản của chị nữa nha. Còn tùy thuộc vào tài khoản của mình nữa cậu Giang ơi. Rồi con này chị nào đã chọn giùm em là AD14 cả nhà ơi. AD14 chị nhân hàng bên em mặc đẹp xuất sắc, cảm ơn chị yêu luôn nha. Hôm nay rồi, chị mua thêm đi. Cảm ơn tình yêu nha. Ai chị đã đặt rồi nha em, hay gì đẹp chia sẻ mua thêm, cảm ơn chị yêu luôn nè. Đúng rồi, chị mua thử một con phải làm trải nghiệm thử đi mấy chị. Đi. Đẹp lần sau mình quay lại mình ủng hộ tiếp cả nhà ơi. Không sao hết, mình mua từ từ về mình mặc cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là AD1 nền đỏ giùm em, đỏ này là đỏ tươi, có cái bông trắng cái trứng vàng vàng nè mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em là AD1 cả nhà ơi. Căng chằng tay tầm mạnh nhiều quá, cái trứng quét nè. Mình chơi 56 con nhắc vào cái hàng mình chọn size số 3 luôn cho giúp em là vừa và đẹp cho mấy chị nha. Ưng con mà nào chọn con mà đó cho mình luôn đi mấy chị. Là tóc chửi mày đó. Rồi con này chọn giùm em là AD7 cả nhà ơi. Gãy không? Gãy giùm chưa? Gãy đi. Đưa con đưa con học vô đây. Gãy giùm chưa? Rồi con này chọn giùm em là AD1 cả nhà ơi. Chị giống cái nhỏ. Rồi con này chọn giùm em AD20 mình quấn mày. Rồi con này cái chọn mấy quả sao nói chị? Lôi tao heo làm gì? Mày điên hả mày? Lôi dễ mẹ. Cho nói chung mày. Rồi con này AD20 giùm mấy em cả nhà ơi. Rồi chị 52 con là chị nhắc vào cái hàng mà chọn size số 2 luôn cho chị là vừa phải là đẹp luôn cho mấy chị nha. Ưng con màu nào thì mới có việc chọn con màu đó cho mình luôn đi mấy chị. Con là size 1 giùm em mấy chị ơi. Rồi chị nào đang vào xem live ưng em đang mặc nữa thì mình nhanh chóng vào dọn hàng nha cả nhà ơi, đã đặt. Cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Chị phối với quần trắng được không em? Dạ được chứ, mấy chị có thể phối với quần trắng được mà mấy chị có thể phối với quần đen thì cũng được nha. Vì con này bên em là dạng size số cho mấy chị, có lên đúng cái chiều cao thì mức nặng của chị là được. Lên đúng giùm em là được mấy chị ơi, 89 ngàn luôn giùm em nha. Có size 85 con không? Dạ 85 con, quan trọng là chị cao bao nhiêu nữa, phải trên 1m6 thì bên em mới nhận đơn nha. Việc này coi dạng không có nhiều quá. Con này chị nào lấy chọn giùm em là AD13 cả nhà ơi. Đã xăng rồi nha em, cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha. Đây con này 45 em nha. 45 con là chị nhắc vào cái hàng mình chọn size số 1 luôn cho giúp em là vừa và đẹp cho mấy chị nha. Rồi chị 59 con là chị nhắc vào cái hàng mình chọn size số 3 luôn cho giúp em. Không. Rồi con này chọn giùm em là mấy chơi AD13. À, cái tên gì không dám đọc luôn á. Cá bộ đang mặc bao nhiêu? Cá bộ đang mặc là 170. Nhà em nhìn mình gì cũng phái được chứ. Mình chị 58 con là mình chọn size số 3 luôn cho giúp em là vừa luôn cho chị nha. À, quần có kèm túi không em? Dạ có chứ, quần kèm một túi cho chị nha, túi sâu và túi rộng luôn cho mấy chị luôn nha. Màu hiện tại đang mặc cho mấy chị xem là có con AD8. AD8 là một con màu đấu đô cực kỳ là xịn sò luôn cho mấy chị với giá rất là chi ân luôn cho mình nha, 89.000 thôi mấy chị. Đây, con này tiếp tục cho em luôn mấy chị ơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em, nó sẽ là mã AD14 cả nhà ơi. Rồi con này tiếp tục luôn giùm em là AD14 89.000 luôn giùm em nha. 45 con là mình chọn size số 1 luôn cho giúp em nha. Đã xăng rồi nha em, cảm ơn chưa đặt hàng được đơn nha, rất là đẹp. Sang lắm mấy chị. AD8 89 ngàn đã đặt thành công một áo. Cảm ơn chị yêu luôn nha. Hơi gần như trời. Sáng nó hơm lắm mà sao nó hơi gần vậy. Trời ơi con này mặc mới gì. Đây con này AD5 cả nhà ơi. Dạ, mặc đóng thì vô tay gác ta chạy ra tao mới xui. Con nào có mặc đóng nhà mày. Mày đã con đóng đâu? Có nhìn chưa? Trời ơi, con nội nào vậy? Không. Thì cứ coi trời sáu mặc
Con chỉ 65 con. Dạ 65 con này chị nhắc Phật có hàng mà chọn size số 4 luôn cho giúp em là vừa và đẹp nhất chị nha. Con này chọn giùm em là AD11 cả nhà ơi. Rồi con này chế nó lấy chọn giùm em là AD11 cả nhà ơi. AD11 89 ngày luôn giùm em nha. Áo đang mặc chị mặc vừa không vừa chứ quan trọng là chị cao mà chị nặng bao nhiêu nữa vừa lên cái chiều cao phải chị kèm với cân nặng của chị luôn nha. Rồi chị 48 con này chị nhắc Phật có hàng mà chọn size số 1 luôn cho giúp em nha. 48 con là size 1 giùm em chị ơi. 57 con là size 3 giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em nó sẽ là mã AD cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em nó sẽ là mã AD giùm em nha. AD5 là một con màu đang cầm luôn cho mấy chị, là một con đền đen hoa trắng cực kỳ là xịn sò luôn cho mấy chị nha. Trong đầu em giờ đúng rồi chị, con này bên em sẽ là dạng trong đầu rất là dễ mặc luôn cho mấy chị nha. Mình có đi lễ đi chùa cũng không lo sợ bị dạ. Hở nữa. Rồi con em đang mặc hiện tại cho mấy chị nó sẽ là mã AD8 cả nhà ơi. 89.000 con này là màu đỏ đô rất là đẹp cho mấy chị luôn, bông hoa đồ rất là xinh cho mấy chị nha. Rồi giá chuyên và đang bán là 89.000 luôn giùm em. Còn mà trên hết đơn giản mà dễ mặc hơn nữa thì lấy những con đình đen mấy chị, là những con rất là dễ mặc cho mấy chị nha. Con này AD12 cả nhà ơi, AD12 luôn giùm em nha. Mấy chị cảm thấy hài lòng con màu nào, mấy chị cảm thấy ưng con màu nào thì mới có việc chọn con màu đó cho mấy chị nha. AD18 còn dạ 55 con là size 2 giùm em vừa nghe chưa ơi. Cái mẫu vừa. Đó 179 á, em đang hát 199 mà đang được hỗ trợ còn có 179 đó cục vàng ơi. Để em ghi cái mẫu đó lên mã 1 cho mình nha. 55 con là chọn size 2 giùm em là ok nha cục vàng. Mã số 1 á chị mình xem. Rồi, thử mã nha. Mã số 1 coi thử đi cục vàng ơi. Rồi vải này là vải thun lưới giùm em nha chị ơi. AD18. Mã nó rất là đẹp nha. Mẫu đó tôi bắt đầu từ size 2 trở lên đó. AD18 hiện tại thì vẫn còn đủ rồi, size nha. Rồi AD18 còn đủ size nè cả nhà ơi. Rồi chế nào lấy chọn giùm em là AD18 cả nhà ơi. Vải gì vậy? Vải thun lưới chị thun Hương lưới. Nguyễn. Con này, này chắc phải bên em sách vải thun lưới mềm mịn co dạng thoải mái thoáng mát cho chị luôn nha. Mấy chị ơi, cái vải này mặc nó im thiệt, mấy chị ơi mặc nó bó vô trong người mấy chị vẫn thấy thoải mái biết sao? Tại vì nó là chất thun mà cả nhà ơi. Còn mấy 50 dạ. 55 con là size số 3 nha. Y dạ. Size 3 của chị còn nha. Chị bên anh Hạnh Phúc size 3 giùm em nha cục vàng ơi, chị mua cái gì em? Chị mua bộ vàng này sao á? À chị chọn giùm em là cái size 3. Không mà chị lấy size 2 là được rồi. Một mét 50 55 lấy size 2 nó ôm cho nó đẹp cục vàng ơi, tại vì nó là thun lưới á. Dạ cái đó chị lấy số 2 là vừa đi chị bên anh Hạnh Phúc ơi. Cái đó lấy số 2 là đẹp rồi. Còn nó là 289 ngày mà hôm nay không biết sao á chị ơi. Cái phần cũng hơi rộng đúng mà cái bộ mà nó không hơi rộng tí xíu. Còn có 179 á cục vàng. Còn cái size của mấy chị mình cái phiền nên chọn nha. 20 cành nữa là còn có 179 nè. Rồi con này chọn giùm em là AD17 luôn giùm em nha. Hồi nãy em like là em thấy nó còn có 179 luôn á. Còn mình 52 con là mấy chị chọn size số 2 luôn cho chị là vừa là đẹp nha. Và em tư vấn cho chị size 2 là tất cả các bạn hàng đều mặc size hết cho mấy chị cả kể cả về cái phần lẻ luôn nha. Trời con này rồi con này chọn giùm em luôn mấy chơi. Tháng này ta hết còn nữa, tháng này ta không còn tiền nữa. Anh ghê. Trời vậy mua nước còn gì vậy? Không, sao sao hay là vài bữa nó không còn đồng nào. Không biết. Mua đồ không còn đồng nào. Sao không? Nó có mua. Nó mua cho tao. Ừ, vậy được. Ừ, cứ mời cho nó mua. Chị làm sự thắng được. 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 Chị làm sự thắng. Tao khoe mẹ, tao khoe chụp hình, tao khoe tao khoe. Ngu ghê thiệt luôn á. Tao khoe 200 á. Trời ơi, con này chọn giùm em mấy chưa? Tao tính sao vậy á. Xì của mình mình biết tao giữ, thôi. Tao giữ bí mật cho tao, tao giữ không được. Lại hồn thiệt. Tao phải được. Nói đây cho một người mà đó biết tao mới yên. Con này 4-5 người luôn á. 3 người. Nhưng mà tao chỉ, tao nói mẹ tao là tao mới chỉ. Còn hai tao là tao chỉ, thì cháu tao nó biết tao đâu luôn á. Trời ơi. Rồi, 89 ngày luôn giùm em, tao khoái mày rồi. Đấy. Cứng luôn rồi. Rồi con này AD 10 cả nhớ AD 10 luôn giùm em nha. Rồi con này chọn em. Đây con này AD 9 luôn cả nhà của em ơi. AD 9 luôn cho mấy chị nha. AD 9 89.000. Chắc không chồng người ta để nhiều tiền lại tài bố thân. Thôi má ơi. Mua tổng mua đồ đi giữ vô. Chồng xin chồng lắm. Chị phải để dành. Rồi con này AD 19. AD19 89.000 luôn giùm em. 42 con là size 1 chị ơi. Rồi chị nào ưng em đang mặc nữa thì cảm ơn chị đặt hàng đặt đơn luôn em nha. Em màu khác nha, em đang mặc chị nào lấy chọn giùm em là AD8 nha cả nhà ơi. Con mét gì ta? Thầy chờ có chặn gì với mét. Size 3 bao nhiêu ký mặc vừa em? Đi mua của mang về rồi.
Size 30 xiên size 30 kiếm mặc phụ em dạ chưa, size 3 thường là 63 con trái lại nhá. Nhưng mà phải tùy thuộc một cái chiều cao cân nặng của mỗi chị nữa nha. Tùy thuộc một cái chiều cao cân nặng của mỗi chị nữa, lên cái chiều cao kèm cân nặng của chị đi. Con chị bên anh ơi, con chị bên anh ơi, em chỉ ghim được có một màu thôi. Hiện tại đang ghim là cái mã số 1 là cái bộ là 179.000 nha. Em chỉ ghim đúng có một màu thôi nha. Con chị 30 triệu chắc có đủ quá. Mắt hả? Đúng rồi, mang cái tỷ mấy trăm. Đâu, em ơi, chân thưởng gì cũng là 4 là mấy, năm mấy 60 triệu rồi. 78 thì bữa tao mới coi trên cái này 78. Cái gì? Cái bài gì mà làm dương lượng cho ngôi hậu rồi đó. Đúng rồi, chị coi có một bài đó đó. 7 mấy ta 6 mấy. Đúng rồi, nhưng mà tao đâu mua vậy đó, không mua chân thưởng. Vâng, chị 1m57-55 con là size số 2 nha. Size số 2 luôn cho giúp em đầu phụ là đẹp nha. Còn rồi con này chọn giùm em á chị ơi, AD14 giùm em nha. Rồi đang mặc chị nào đấy chọn giùm em là AD14 à nhơi, mua cho tao cái này. Cái đống đổ á, nó là cô quân thành, cô quân thành. Đây con này chọn giùm em là AD5 cả nhơi. Mua cho tao chiếc đi. Mua cho cô lâu. Mua cho học é á. Ai con này chọn cho em 20 tháng 10 sắp tới đó, mua cho em. Thì quay xương sáo luôn. Cái cương. Mệt em chưa có em đeo. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi, thì mình cho tao trước đi. Rồi con này chọn giùm em mấy triệu. Đây, hai cái bông của chị đó. Mua những chút ép mấy triệu. Cái gì? 5 mấy. Năm mấy triệu. Ờ. Nó màu gì giúp ép hả? Mấy chỉ có cái khoen với cái hộp á. Rồi con này chọn giùm em AD14 giá bao nhiêu? Dạ 89.000 luôn. Rồi 89.000 luôn giùm em mới chơi. Phải gì phải thun lưới chị. Con này cảm ơn cho đặt hàng được đơn luôn nha. Con này chắc phải bên em sẽ phải thun lưới mình coi dạng thoải mái cho mình á. 89.000 luôn giùm em mới chơi. Còn chị nào lấy con này chọn giùm em là AD14 con giùm em nha. Form rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Và con chắc phải thun lưới này thì mấy chị có lo nghĩ là sẽ bị mỏng, là không có mỏng cho mấy chị luôn nha. Đây. Có mười mấy triệu thôi. Cái gì? Chút xíu rồi mười mấy thôi. Cái gì? Rồi con này chọn giùm em AD5 nha mấy chơi. 12 triệu rồi. Nguyên bộ hả bạn? Dạ chơi, nguyên bộ là 174.000 cho chị nha. Cái vỏ bên ngoài chi vậy? Cái vỏ mắc hơn hồi nãy không có vỏ. Không, cái vỏ nó rẻ. Còn chị Khôi ơi, nguyên bộ là 174.000 luôn cho mấy chị nha. 45. Cái cái bài kia đó đây. Bự chụp bá thì nè. Một vòng chung cư năm mấy triệu. Đội nó có nhiều nữa. Đây con này chọn giùm em là AD8 nha. Mà lúc đó là trình nó là 50. Còn chị 52 con là mình chọn size số 2, 45 con là mấy chị chọn size số 1 luôn cho mình là vừa là đẹp nha. Còn chị Khôi ơi, nguyên bộ là 174.000. Nó thích xíu và đeo cái loại tay nó khó chịu lắm. Chị đeo khoảng vừa nó bị cứ cục ở chỗ này nè. Tại vì nó bằng con á. Nó kỳ lắm, nó xấu à. Kỳ lắm. Đây AD17 luôn. Mà bán không có nhiêu. Bán ngày không có giá mất giá nha. Cũng bán ngày mất giá. Không, cái hộp bán được, không có mất. Nó chỉ bị mòn thôi. Con tao chưa đeo mà cũng bị mòn nữa. Mất lì á. Đây con này chọn giùm em AD11 cả nhà ơi. Rồi con chị 52 con là mấy chị chọn size số 2 luôn cho mình là vừa và là đẹp luôn cho mấy chị nha. Ưng con mình nào chọn con mà đó cho mình luôn đi mấy chị chứ trình mình... Hoặc là chị nào hiện tại đang thêm vào cho hàng rồi đó, tranh thủ để lấy luôn cho mình con hai con luôn cho mình về mặt nha. Chứ mấy chị còn mang giùm không có đơn cho mình luôn nha. Chị cần 1m52 con là mình chọn size số 2, cả bộ là 174.000 cho mình đó. 89.000 một áo giùm em nha, quần 85.000 cả set 174 chơi. Đây con này chọn giùm em là AD13 cả nhà ơi. Rồi AD13 89.000 luôn giùm em nha. Còn chị 62 con là chị nhắc vào có giới hạn mình chọn size số 3 luôn cho giúp em là vừa và là đẹp luôn cho mấy chị nha. Đây đẹp luôn mấy chơi, con này chị nào lấy chọn giùm em đó sẽ mã AD cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD17 nha cả nhà ơi. AD17 89.000 luôn giùm em. Còn chị muốn đặt hàng này chị phải nhắc vào cái dấu hàng mình lên đơn nha, chứ mình comment vậy là không có đơn cho mấy chị đâu nha. Thì tất cả các thao tác đặt hàng này do mấy chị thôi á. Quần chắc phải gì, quần bên em cũng sẽ làm với thun luôn cho mấy chị nha. Áo sẽ phải thun lưới, quần sẽ làm với thun coi dạy cho mát rồi nó dạy dạy luôn cho mấy chị rất nhiều nha. Con này chị nào lấy chọn giùm em là AD14 cả nhà ơi. Rồi AD14 89.000 luôn giùm em. AD11. Còn em đang mặc là AD14 có 89.000 áo để em ghim lại cho mấy chị nha. Quần 85.000 cả set 174 á cục vàng ơi.
Rồi để em ghim lại cho mấy chuyện lần nữa nha. Rồi mới ghim lại cho chị rồi gì nhấp thọc cái chứ rồi, mua đi. Rồi AD18 luôn giùm em đi cả nhà ơi. Con này chế nào lấy chọn giùm em là AD18 nha cả nhà ơi. Còn chị 56 con này chị nhấp thọc cái hàng mà chọn sao số 3 luôn cho giúp em nha. Cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha. Cảm ơn chưa đặt hàng được đơn nha. Bên em có kèm sản phẩm tri ân cho chị nha. Một áo cũng có, hai áo cũng có luôn cho mình. Nói chung là hôm nay mà chị nào có đặt đơn là bên em cũng sẽ có kèm sản phẩm tri ân cho mấy chị rất là nhiều luôn á. Mà hiện tại đang mặc luôn cho mấy chị luôn là có con AD14 nha. Con AD1 nó cũng đẹp nữa nè cả nhà ơi. Trời ơi quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn mấy chú ơi. Con AD1 và con AD12 quá đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi chị nào thích con nào đấy con đỏ giùm em. Con này là AD12 nha cả nhà ơi. 47 con là size 1 giùm em đi. 52 con là mình chọn giùm em là size 2 nha chị đẹp ơi. Mấy áo được miễn ship em dạ chưa? Nãy giờ mấy chị mua một áo là mình được, là mình đã được miễn ship rồi không nha. Là do tài khoản của mấy chị nha mấy chị ơi, bấm vào giỏ hàng giùm em thử coi mình có được hỗ trợ phí ship hay không nha. Lấy cái này đi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em luôn mấy chơi. Con này chị nào lấy AD1. Rồi AD189.000 luôn giùm em chuẩn bị qua mẫu nha. Chị nào ưng được em đang mặc nữa thì mình nhanh chóng vào giỏ hàng nha cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD7 cả nhà ơi. Con này chế nào lấy chọn giùm em là AD7 cả nhà ơi. Rồi AD7 89.000 luôn giùm em nha. Rồi mấy chị ơi, con này chị nào lấy chọn giùm em nó sẽ mã AD cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em luôn nha. Mình không đặt được thì mình lên này đi. Không đặt được thì lên cái này nha. Cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. 45 con và 45 con là mấy chị nhấp thôi. Có giới hạn mà chọn size số 1 cũng chơi em là vừa đẹp luôn cho chị nha. Con này chị nào lấy chọn giùm em là AD4 nha. 42 con là size 1 giùm em đi cục vàng ơi. Dạ chị nào hồi lúc sáng chưa săn được con này chứ hôm nay tranh thủ buổi chiều này săn luôn cho chị con hai con luôn cho mình về mặt nếu mấy chị rất là đẹp nha. AD1 giùm em cả nhà ơi. AD1 giùm em nha. Rồi con này trời ơi AD11 để mặt con này cho mấy chị coi nè. Dạ chị muốn mua gì cho đến này đi em có bạn hỗ trợ gửi màu bán màu qua cho mấy chị xem nha. Rồi để mặc size màu khác qua cho mấy chị nha. Mà hiện tại đang cầm luôn cho mình xem là có con AD luôn cho mấy chị nha. AD8, AD3 và có con AD2 cho mấy chị luôn. 89.000 một áo luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Áo có nhắn ben không em? Dạ có chứ. Áo bên em phải có nhắn ben luôn cho mấy chị nha. Đó không biết. Cái đó thì không biết. Chị thấy cái gì có ổ mau được cái gì chú không biết nữa. Ổ mau như ổ mối gì. Ổ mối là gì nữa bà. À, cá bộ đang mặc bao nhiêu em? Dạ cá bộ đang mặc là 174.000 luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Mình đơn con mẫu nào thì chọn con mẫu đó luôn cho giúp em nha. Chứ mình comment là không có đơn cho mấy chị đâu ạ. 45 con là mấy chị nhấp vào có dấu hàng mình chọn size số 1 luôn cho giúp em. 52 con là chị nhấp vào có dấu hàng mình chọn size số 2 luôn cho mình nha. Tư vấn sao cho mấy chị rồi để chị có vừa và có đẹp luôn cho cái mẫu này nha. Lỡ cái trường hợp không vừa hàng cứ bị lỗi gì đó. Bên em phòng có hỗ trợ đổi cho mấy chị trong vòng 3 ngày luôn nha. Áo đang mặc 45 con mặc vừa con mại dạ 45 con là chị nhấp vào có hàng mình chọn size số 1 luôn cho giúp em là vừa và là đẹp luôn cho mấy chị nha. Cảm thấy hài lòng con màu nào thì mình cứ việc còn thì mình cứ việc comment lên cho em biết đi em hỗ trợ luôn cho mấy chị nha. Áo đang mặc cái size to con mại dạ có chứ size lớn bên em là tới size 5 85 con lên chị muốn đặt hàng thì chị cứ lên cái chiều cao chị kèm với cân nặng của chị đi. Ủa không có biết nha. Rảnh quá thì sao các bạn lại ngoài vậy hả? Đâu có bị rảnh. Đẹp cái đâu có bị khùng, đâu mà ngoài ngoài vậy. Dạ 85 con là size số 5. 85 con là chị nhắc vào cái hàng mình chọn size số 5 luôn cho chị đâu vừa đẹp nha. Rồi con em đang mặc là AD1 mấy chơi. Rồi AD1 89.000. Đẹp cái đâu có bị khùng đâu mà xóa hoài. Nó mất tao nghĩ tao ngủ 5 ký rồi sao? Sao là sao? Là sao ai biết là sao? Tao có lượt số mà chị thôi. Trời là trời á. VIP mới được nghe. Phải ngay chỗ mà đẹp mới được nghe. Bấm vô coi luôn cho tao đi. Đẹp mới được à. Để mốt cái lên cảm thấy cái. Ủa tao đó không nghe cái tao chửi mày chết luôn á không? Cái đó ai dạ? Rồi AD1 em đang mặc nè mấy chơi. Em đang mặc là AD1 89.000 luôn giùm em nha. Hình như tao có để lọc gì á gì á. Hình như mình cùi nha. Rồi con này chị nào lấy AD1 giùm em nha. Trời ơi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD1 cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là AD1 cả nhà ơi. AD1 89.000 luôn giùm em nha. Sao thu lỏng được. Tao mẻ cho tao lắm. Mày có luôn tao một cái
Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là AD11 cả nhớ. Còn em đang mặc là AD1 giùm em nha. Rồi 89.000 luôn giùm. Ấy qua tao coi coi tao có luôn gì chứ. Rồi 47 cân là size 1 luôn, cục vàng của em ơi. Rồi, ấy cho tao thử coi. Rồi ok chị shop shop Thu Lê có đơn. Ok chị có đơn nha. Đây, con này chị nào lấy chọn giùm em đâu mới chơi. Con này chọn giùm em là AD4 cả nhà ơi. Cùi. Rồi 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi con này ok chị yêu nha, chút xíu các bạn hỗ trợ cho mình nha cục vàng ơi. Ok chị yêu nha, sẽ xíu mà sẽ có bạn hỗ trợ cho chị thôi à. Rồi con này chị nào lấy chọn em là AD4 cả nhà ơi. AD4 em chuẩn bị qua mẫu, chị nào lấy con này nữa thì vào giỏ hàng đi nha cả nhà ơi. Em chuẩn bị qua mẫu luôn nha, xuống đi em ơi. Xuống em chuẩn bị qua mình có con mẫu mới luôn nha. Xuống này nè em ơi. Xuống này nè em ơi. Chị đâu chị qua mẫu. Em qua mẫu nha cả nhà ơi. Chị nào lấy con này nữa thì vào giỏ hàng em qua mẫu nha. Em chuẩn bị qua cho chị mẫu của con mẫu mới nữa nha. Và con này chắc phải thun lưới cho mấy chị luôn nha. Chị nào chui từ mặt thun lưới mua một con về mặt đi mấy chị rất là đẹp luôn cho mấy chị á. Ưng con mẫu nào thì mình cứ việc chọn con mẫu đó luôn cho em. Và hôm nay mà chị nào có đặt đơn là bên em cũng sẽ có kèm sản phẩm tri ân cho mấy chị. Cái gì vậy? Ai vậy? Ê, ghê vậy? Cái gớm mà mỹ cái không phải. Cái gì? Cái gì? Cái lộn số nào rồi đó. Không phải, chắc có lộn chỗ nào đó. Ủa, không được. Ôi chị 52 cân là chị nhắc và có giới hạn mà chọn size số 2 luôn cho em là vừa và là đẹp cho mấy chị nha. Và em chuẩn bị tiếp tục qua mẫu luôn cho chị nha. Và vậy mà chị nào hiện tại chưa đặt hàng nữa tranh thủ lấy luôn cho chị con 2 con luôn cho mình về mặt nha. Chứ chị comment lấy cho chị một bộ lấy cho chị 2 áo như vậy là mấy chị sẽ không có đơn luôn nha. Quần chắc phải gì quần bên em cũng sẽ là phải thun luôn cho mấy chị luôn. Phải thun đơn giản dễ mặc mà có lên tầm 1 đến 2 cân mặc vô tư thoải mái cho chị nha. Ok chị shop Thu Lê nha. 70 cân trên 1m6 thì chị lấy số 4, dưới 1m6 thì chị lấy size 5 cho mình nha. Một xíu sẽ các bạn một xíu sẽ các bạn hỗ trợ cho chị thì mình cứ việc nói cái chiều cao cân nặng của mỗi chị nha và tránh cái việc mà mấy chị trừ hao nha. Rồi em qua nha, chuẩn bị qua cho mình con mẫu mới đi nha. Em qua mẫu nha cả nhà ơi. Gọi tình yêu nào chị đẹp nào hiện tại đang vào xem like ưng em đang mặc nữa thì tranh thủ nha. Em chuẩn bị qua mẫu nha cả nhà ơi. Em chuẩn bị qua cho mấy chị một con áo trơn nha. Trơn này đẹp nè cả nhà ơi. Trơn đơn giản dễ mặc cho mấy chị luôn. Rồi em qua áo lẻ nha cả nhà ơi, em qua áo lẻ khác cho mấy chị nha. Trời ơi mấy chị ơi, con trơn này nó đẹp xuất sắc luôn á cả nhà ơi. Rồi con trơn này hôm nay trơn cho cả nhà của em luôn nha cả nhà ơi. 88.000 một ả luôn giùm em, 40 cho đến 85 con độ về giùm em làm mặt đẹp nha. Rồi hiện tại món này làm đã có ghim lại cho mấy chị rồi nha, trơn dạ. Đơn giản dễ mặc luôn cho mấy chị á. Rồi nãy giờ chị nào hỏi em con trơn này cả nhà ơi, giờ em tranh thủ em lên cho mấy chị chút xíu nha cả nhà ơi. Rồi con trơn này giùm em là 88.000 một ả luôn giùm em đi cả nhà ơi. Trời ơi, xuất sắc luôn mấy chị ơi, 88.000 con giùm em, 40 cho đến 85 con độ về giùm em làm mặt đẹp nha cả nhà ơi. Rồi màu trắng, màu đen, màu tím quế có đủ cho mấy chị luôn nha. Rồi mẫu này hiện tại làm đã có ghim lại cho mấy chị rồi nha. Trời mẫu này quá đẹp luôn mấy chị ơi, rồi màu hồng luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi em đang mặc chị nào lấy chọn giùm em là cam sữa cả nhà ơi, xanh ngọc cho em. Trời 88.000 một ả luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi mình không đặt được cái này giùm em nha cục vàng ơi. Cái này giùm em bên em sẽ hỗ trợ cho mình nha. Rồi 88.000 một ả, quần là 85.000, cả set đen la là 174 giùm em nha. Em đang mặc thì nó sẽ có đủ màu và đủ size cho mấy chị luôn nha mấy chị ơi. Đây con này đẹp luôn nữa chị ơi, em có màu xanh ngọc nữa nè cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là hồng 88.000 luôn giùm em đi cả nhà ơi. Muốn phải cho người ta ngồi mà ống một cái dưới có cái đắt điện view đẹp, phong cảnh đẹp mới được. Rồi con này chọn giùm em mới chơi, con này chọn giùm em là màu hồng cả nhà ơi. Rồi hồng 88.000 luôn giùm em nha. Còn chiếc 56 con này chị nhắc và có hẹn mình chọn size số 3 luôn cho em nào vừa và là đẹp cho mấy chị nha. Ưng con màu nào thì mình có việc chọn con màu đó luôn cho mình ạ. À. Rồi xanh riêu luôn giùm em nha. Trời, con biết nào nó có đó thì mình cho đó tao quên.
Trời ơi, con này trời em là xanh riêu cả nhớ. Rồi xanh riêu 88.000 luôn. Quay mất tiền ra đâu, đổi số. Đây, con này trời em là xanh riêu cả nhớ. Xanh riêu luôn giùm em nha. Chị ơi, xanh bơ thì vào giỏ hàng. Xanh bơ đẹp nha, xanh bơ rất là ngọt. Xanh bơ là mọc mọc, cực kỳ là ngọt ngào luôn cho mấy chị nha. Đây đây, xanh bơ này cục vàng ơi, 88.000 luôn giùm em xanh bơ nha. Rồi. Xài một áo hồng mà chị Mỹ Yến Hứa ơi, vào giỏ hàng. Em đang mặc là cam sổ nha mấy chị đẹp ơi. Đây hồng luôn giùm em, xanh bơ giùm em là 88.000. Chị ơi biết đặt đơn không? Chị nào không biết bảo giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là xanh bơ cả nhớ ơi. Xanh bơ 88.000 luôn giùm em ha. Rồi mới ghim lại cho chị rồi, chị nhắc vào cái chứ mua cho mình nha. Dạ, con hồng là em sẽ có hồng phấn nè chị ơi. Đây hồng phấn là cục vàng ơi. Rồi chị nào không biết đặt đơn bảo giùm em hỗ trợ cho có 88.000 một con thôi mấy chị ơi. Còn chị 45 con này chị nhắc vào cái hàng mình chọn sao số 1 nha. Còn chị Kim Trinh, chị Trinh đúng không? Dạ chị Trinh ơi, chị biết đặt hàng không? Nếu chị không biết đặt hàng thì mới có thể comment lên cho em biết mình em hỗ trợ cho chị nha. Nha cả nhà ơi, còn em đang mặc là chị nào lấy chọn giùm em là cam sữa nha cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là xanh bơ cả nhà ơi, xanh bơ 88.000 luôn giùm em nha. Màu nào thì cũng cực là kỳ là xịn sò luôn cho mấy chị nha. Vì vậy mà chị nào ưng được con mẫu nào thì mình có thể chọn con màu đó luôn cho giúp em nha. Nếu chị comment lấy cho chị một bộ đó cho chị, hai bộ là mấy chị sẽ chưa có đơn đâu ạ. Cái mẫu này đi với quần trắng đẹp quá cả nhà ơi. Con này đi với quần trắng nó sang, tại vì trơn thì nó sẽ dễ phối hơn là bông á cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là xanh ngọc 88.000 luôn giùm em, vải đẹp lắm á chơi, coi dạng thoải mái mềm mịn cho em luôn nha. Còn chị nào mua cái bộ đồng màu thì bên em vẫn có cho chị là 165.000 một bộ nha. 165.000 là bộ đồng màu, còn cái này làm đăng ký mẫu lẻ và quần lẻ là 165.000 một bộ, là 174.000 một bộ nha. 88.000 cho em 173. Luôn á chơi. Con này chọn giùm em là xanh ngọc 88.000 luôn giùm em nha. 47 con là chọn giùm em là size 1, 52 con là chọn giùm em là size 2 đi chị ơi. Và mẫu này trơn thì bên em nó may rất là nhiều màu luôn cho mấy chị nha. Tha hồ mà mấy chị chọn lựa luôn á. Từ tông sáng cho đến con tới tông tối cho mấy chị nha. Chị ơi, có hai màu cho mấy chị nha, quần trắng quần đen cho mấy chị luôn, dễ phối đồ cực kỳ nha cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu xanh ngọc cả nhà ơi. Màu xanh ngọc 88.000 một áo luôn cho mấy chị nha. Còn chị 45 con và 45 con này chị nhắc phải có hàng mình chọn size số 1 luôn cho em là vừa là đẹp luôn cho chị rồi á. Cổ tim tay dài nút ngọc và mai hay kiểu truyền thống cực kỳ là xịn sò cho mấy chị nha. 88.000 luôn giùm em mấy chị ơi, cả set là 173 giùm em nha. Chị nào muốn mua cả set cũng được. Quần thì mấy chị có thể phối quần trắng, quần đen, quần là mã 1 để em ghim lại trên giỏ. Còn chị nào hết đơn giản mà dễ mặc hơn nữa thì lấy con màu trắng và con màu đen đi mấy chị, là hai con màu rất là đẹp cho chị nha. Rồi con này chị xanh bơ của chị nào nãy mới hỏi em nè cục vàng ơi. Rồi xanh bơ 88.000 luôn giùm em ha. Rồi hiện tại mẫu này làm đã mới ghim lại cho mấy chị một lần nữa rồi á, nhắc phải cho mua đi chị là tự động nó sẽ hiện các bán màu và các bán size lên thôi nha. Chọn màu chọn size thôi là mấy chị sẽ có đơn, nếu không biết chỗ nào bên em hỗ trợ lại cho chị lần nữa chứ không dạ, sao. Dạ vải con này thì nó mềm mịn co dạng thoải mái cực kỳ cho mấy chị luôn. Rồi giá chi ân cho mấy chị mỗi áo là 88.000 đủ màu đủ size cho cả nhà luôn. Từ 40 cho đến 85 con độ về 1 2 3 4 5 có tổng cộng 5 size cho mấy chị nha. Rồi 88.000 con này chọn giùm em là màu hồng cả nhà ơi. Đã đặt rồi nha em, cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Xanh riêu giùm em nha cả nhà ơi. Xanh riêu 88.000. Màu trắng nè, màu đen nè, rồi màu tím quế nè, màu tím cà luôn giùm em, ưng con nào lấy con đó thì cả nhà có em ơi, giá 88.000 luôn giùm em nha. Có à? Dạ có nha. Bên em có áo con công màu trắng cho chị dạ, nha. Dạ chị ơi, để em lấy cho chị coi cái áo con công màu trắng nha cục vàng ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em, nó sẽ màu xanh riêu cả nhà ơi. Rồi xanh riêu 88.000 luôn giùm em, để em lấy cho chị. Mà số 1 ở đây rồi, lấy cho chị xem thử mẫu phải đúng không? Áo con công cực kỳ đẹp luôn trời ơi, cái con nó sang lắm. Rồi, ở đây có là xong lấy nha. Thôi kệ đi, lỡ lấy nó đi. Đây cái vải của nó y chang em đang mặc luôn chị ơi, mà hình con công nó đẹp lắm. Đây. Hay là chị hết bông em có bông cho mình luôn. Trời ơi, cái này là cái gì vậy? Con công. Nè, con công giỏi. Ê, lấy cái đó đi em ơi, con công này nó bị lỡ nè, con công này nó bậy nè, con công này con cũ quá. Con cũ con công đẹp hơn. Con này bậy nữa nè. Lấy cái màu tím hay màu gì đi cho chị coi cho nó dễ em. Đây nè chị ơi, 125.000 con giùm em nha. Đây. Con này mới phải nè. Đây 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 nè cục vàng ơi. Đây. Con này là đẹp lắm chị ơi. Đây cái hình công của nó nè. Bao nhiêu một bộ á? Dạ 173.000 bộ nha. Con công này đẹp lắm mấy chị, hiện tại đang ghim là cái mã số 1 cho mình rồi á. Mã 1 chị ơi. Rồi còn em đang mặc là 88.000 áo luôn giùm em, con này là màu hồng cả nhà ơi. Rồi hồng 88.000, 47 con là size 1, 52 con là size 2 giùm em nha. Cảm ơn cho đặt hàng được đơn luôn nha. Còn chị 45 con này chị nhắc phật với hàng mình chọn size số 1 luôn cho em là vừa và đẹp luôn cho mấy chị con nha. Con này chị nào lấy chọn giùm em là xanh bơ cả nhà ơi, xanh bơ 88.000 luôn giùm em, xanh bơ cả nhà ơi.
Rồi hiện tại món này làm đâu có ghim lại cho mấy chuyện lần nữa rồi á, trơn đơn giản rất nhưng mà nó rất là sang luôn cho mấy chị nha. Cho hết đơn giản mà dễ mặc nhất là lấy con màu trắng hoặc con màu đen đi mấy chị, có thể và cái mẫu này làm mấy chị có thể phối với quần trắng được, có thể phối với quần đen thì càng ok hơn cho mấy chị luôn cho mình nha. Còn chị Huyền Huy lớn này mấy chị. Lớn này giùm em mới chơi một bộ lớn này giùm em đang mặc áo trơn nha cả nhà ơi, 88.000 em đang mặc là màu cam nha cả nhà ơi. Rồi đang mặc là cam sữa, con này là màu hồng giùm em nha. Rồi em lên cho mấy chị màu trắng nè mấy chị ơi, màu trắng và màu đen giùm em nha. Còn chị 85 con là chị nhắc vào cái hàng mình chọn size 5 nha. Chị hỏi con công là chị vô mã 1 chị lựa màu giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu đen cả nhà ơi, đen 88.000 luôn giùm em, trắng nữa cả nhà ơi. Quần lẻ có kèm túi không em? Dạ có chứ, quần lẻ em kèm một túi nha, túi sâu túi rộng luôn cho mấy chị á. Rồi 88.000 một áo luôn giùm em nha mấy chị ơi, con này em tới 20 màu cho cả nhà của em luôn nha. Rồi trắng 88.000 luôn giùm em, trắng 88.000 nha cả nhà ơi, em sẽ có thêm một tiếng quế cho mấy chị nữa nè. Áo xe nào quần xe đó hả em? Dạ đúng rồi nha, mình lấy dạ, áo xe màu hay quần lấy quần xe màu. Đó thì nó vừa cục diện ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu trắng cả nhà ơi. Rồi trắng 88.000 luôn giùm em. Chị 75 con mặc được món này không em? Dạ 75 con là size số 5 nha, màu đen cũng là một màu đang cầm luôn cho mấy chị nha. Tiếp theo là con màu hồng phấn, màu hồng phấn 88.000. Màu xanh bơ luôn cho mình nha, xanh bơ 88.000 một áo cho mấy chị ngày hôm nay nha. Xanh riêu cũng sẽ là một màu đang cầm luôn cho mấy chị, phải dấu đỡ cho mình là 88.000 nha. Còn mình 56 con là mình chọn, là mấy chị chọn số 3 cho chị là vừa là đẹp luôn cho mình rồi á. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em nó là màu xanh ngọc cả nhà ơi. Rồi xanh ngọc 88.000 luôn giùm em, 47 con là size 1, 52 con là chọn giùm em là size 2 nha cục diện ơi. Đã đặt rồi nha em, cảm ơn cho đặt hàng đặt đơn luôn nha. Cảm ơn cho đặt hàng được đơn chị nha. Chị nào hiện tại của em mình đi vào xem like ưng em đang mặc nữa thì mình nhanh chóng vào dọn hàng luôn giùm em nha. Rồi có 88.000 thôi cả nhà của em ơi, và em đang mặc là màu cam sữa giùm em ha. Dạ chứ mình comment nha, lấy cho chị một cái, lấy cho chị hai cái như vậy là mấy chị sẽ không có đơn đâu nha. Và trên nào hiện tại đang là khách mới thì cho em một nút theo dõi luôn đi mấy chị, chia sẻ phân like cho bạn bè người thân của mình vào mua cùng nha. Xanh ngọc là một màu cực kỳ là ngọt ngào luôn cho mấy chị, nhưng mà nó không hề bị dìm dai nha. Giùm em là xanh ngọc cả nhà ơi. Xanh ngọc 88.000, 47 con là size 1 giùm em đi cục diện ơi. Xanh riêu mua về cho bà mặc thì cũng được luôn cho mấy chị, là một con màu tối cho luôn cho chị nha. Bên em có trắng có đen nữa. Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi xanh riêu 88.000 luôn giùm em, con này chị nào lấy chọn giùm em là xanh bơ nha cả nhà ơi. Xanh bơ tiếp theo là một con màu cực kỳ là ngọt ngào luôn cho mấy chị nha. Cổ tim hả em? Dạ đúng rồi chị, dạ, hôm nay mang hai dạng cổ tim truyền thống cho chị nha. Mấy chị ơi, trơn đơn giản dễ mặc cho mấy chị luôn nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu hồng cả nhà ơi. Hồng 88.000 luôn giùm em hồng nha. Hồng phấn luôn cho mấy chị nha, 88.000. Đen nữa nè cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là đen 88.000 cả nhà ơi. Áo đang mặc là cam sữa cho mấy chị nha. Áo hiện tại đang mặc cho mấy chị xem là một con màu cam sữa cực kỳ là ngọt ngào luôn cho mình á. Rồi con này là màu trắng giùm em nè cả nhà ơi, trắng 88.000 luôn giùm em. À, có bán áo không shop và có nha, cái này áo lẻ dạ. Quần lẻ mà. Một cái áo bán không shop dạ có chứ ơi, cái này bán áo lẻ và quần lẻ mà. Đứng chỉ bà già. Hả? Này mã VG, này cũng VG 10. Biết đâu không? Ôi, cả giá này biết hàng nữa. Rồi 88.000 luôn giùm em cả nhà ơi. Rồi 88.000 luôn giùm em nhé. Tiếu rồi chứ. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chú ơi. Con này chọn giùm em là màu tím cả nhà ơi. Rồi mới ghim lại cho chị rồi, chị nhắc vào cái chứ mua luôn cho mình nha. Rồi đã đặt 88. Rồi nha em, cảm ơn chưa đặt hàng được đơn luôn nha. Hai áo còn miễn ship không ạ? À? Dạ chơi phí ship không, còn phải tùy thuộc vào cái tài khoản của chị nữa nha. Nãy giờ mấy chị mua một áo là mình đã được miễn ship rồi á. Xanh lá đậm nè cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là xanh lá đậm cả nhà ơi. Màu hiện tại đang cầm tiếp theo là con xanh lá luôn cho mấy chị nha. Bên em có hai màu xanh lá. Bị hư rồi sao giờ? Rồi con này chọn giùm em là xanh lá đậm 88.000 luôn cả nhà ơi. Xanh lá đậm luôn giùm em nha. Rồi xanh lá đậm 88.000 luôn giùm em cả nhà ơi. Còn mình 41 con và 41 con là chị nhắc Phật cái hàng mình chọn size số 1 luôn cho em nha. Màu hiện tại đang cầm tiếp theo là tím càng nhạt. Rồi con này chọn giùm em là xanh lá nha cục vàng ơi. Ship là bao nhiêu vô giỏ hàng giùm em đi chị Thơ ơi. Chị Thơ ơi, vô giỏ hàng giùm em nha mới hỗ trợ được cho mình nha cục vàng ơi. Tại vì ship không phải là do bên em không có hỗ trợ phí ship cho mình nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu tím cả nhà ơi, tím 88.000 luôn giùm em. Còn chị nào muốn mặc vừa và mặc đẹp cho cái lần đầu tiên mình mua hàng á, lên đúng cái chiều cao kèm với con nặng của chị và tránh cái việc mà mấy chị trừ hao nha. Vì con này là nó sẽ coi giảm nhiều hơn cho mình đó. Con này chế nào lấy chọn giùm em, nó sẽ là màu xanh lá cả nhà ơi. Rồi xanh lá 88.000 luôn giùm em, 47 con là size 1, con này đi mua. Số hơi nào kêu nổi. Cảm ơn chưa đặt hàng đặt đơn luôn nha. Rồi con này chọn giùm em là xanh lá cả nhà, xem ru vậy. Rồi xanh lá 88.000 luôn giùm em nha. Rồi xanh coban nè cả nhà ơi. Lặng lặng nó lên. Coi có hài coi. Hay là từ trong ra ngoài luôn. Là buồn hay thua quá. Hôm nay thua hài dữ vậy trời.
Rồi con này chọn giùm em là xanh dương cả nhà ơi, xanh dương 88 ngàn luôn giùm em cả nhà ơi. Xanh dương thường gọi là xanh coban của mấy chị, con này cũng rất là sáng da luôn cho mình nha, có 88 ngàn thôi mấy chị. 52 con, dạ 52 con là size số 2 luôn cho chị, là vừa là đẹp luôn cho mình nha. 45 con là mấy chị chọn size số 1 nha. Mấy chị cảm thấy hài lòng con màu nào thì chọn con màu đó cho mình luôn đi mấy chị. Mà hiện tại đang cảm tiếp theo là con màu xanh dương. Màu xanh dương 100 màu xanh dương 88 ngàn luôn cho mấy chị nha. Còn các bộ là có 173 ngàn thôi nha. Đã có quần nhà rồi thì khỏi cần phải mua quần nữa thì cũng được luôn. Màu rồi, vàng. Rồi con này chọn giùm em là màu vàng cả nhà ơi. Rồi vàng 88 ngàn luôn giùm em cả nhà ơi. Vàng 88 ngàn luôn giùm em nha. 47 con là size 1, 52 con là size 2 giùm em mấy cục vàng ơi. Rồi vàng này là vàng chanh đó chị. Con này vàng chanh cực kỳ là xịn sò cho mấy chị nha. Tiếp theo là xanh dương, màu xanh dương 88 ngàn luôn cho mình ngày hôm nay nha. Xanh dương 88 ngàn luôn giùm em đi cả nhà. Đã đặt rồi nha em, cảm ơn chưa đặt hàng đặt đơn luôn nha. Trời ơi, ship là do tài khoản của mấy chị nha. Rồi xanh lá nè cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là màu tím cả nhà ơi. Con này chế nào lấy chọn giùm em là tím quế cả nhà ơi. Một áo đang mặc 45 con, chị mặc vừa công và 45 con là size số 1 nha. 45 con chọn giùm em là size 1 với chị ơi. Tiếp theo là con màu trắng đang cầm cho mấy chị luôn, màu trắng sang xịn sò cho mấy chị nha, 89 ngàn. Màu trắng cho mấy chị con nó sang cực kỳ luôn mấy chị ơi, 88 ngàn luôn giùm em nha. Để còn với ship hay nhiêu thì mình phải mua thử mới biết được nha. Dạ, ship là do tài khoản của mình vô dọn hàng giùm em đi cục vàng ơi. Còn chị 56 con, 56 con là chị Nhất Phan, hẹn gặp xe 3 nha. Con này 88 ngàn, con này màu cam sữa luôn giùm em nha. Làm sao mốt đi đám dược còn 500 là. Ê, kiếm mày keo quá trời luôn á. Từ 2 cho giờ hành 5 luôn. Hai độ vô. Keo đúng keo luôn. Rồi em đang vô. Mặc là cam sữa mấy chị. Nó chỉ còn 200 luôn, làm sao làm. Nhục nhã nghỉ luôn đi. Nghỉ luôn đi, tao không tiếp. Khỏi tốn. Khỏi tốn hết 1 triệu. Có nhiêu đó à. Tới nay còn nhiêu đó à. Tới nơi, tới đó cái không còn cái gì luôn. Đi không luôn, đi chùa luôn. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi. Màu tím luôn giùm em cả nhà ơi. Rồi tím 88 ngàn luôn giùm em nha. In mấy trời tiền ngàn ngàn nhá, in đủ hàng, ủa in đủ 1 triệu. Một mấy cặp chứ bộ. 52 con, 52 con là mấy chị chọn size số 2, còn chị 45 con là chị Nhắc Phật có giới hạn mà chọn size số 1 luôn cho em, là vừa là đẹp cho mấy chị nha. Cảm thấy ưng con màu này thì tao mua bột ngọt nhưng mà no rồi đó. Bột giặt. Đem theo cũng được. Còn chị 62 con, 62 con là chị Nhắc Phật có hẹn mình chọn size số 3 luôn cho giúp em, là vừa và là đẹp cho mấy chị nha. Ưng con màu nào thì mình cứ việc chọn con màu đó luôn cho giúp em nha, vì tất cả các thao tác đặt hàng này do mấy chị thôi á. Mà hiện tại đang cầm là ba con màu cực kỳ là xịn sò cho bên em luôn nha, là con màu vàng và xanh lá đậm và con màu xanh dương luôn cho mình nha. Ba con này mặc rất là sáng da cho mấy chị luôn, tôn da tôn dáng nhưng mà màu nó không có bị sáng quá cho mấy chị luôn nha. Dạ chị cao 1m62, 62 con là chị Nhắc Phật có giới hạn mình chọn size số 3, 45 con là chị Nhắc Phật có giới hạn mình chọn size số 1 luôn cho mình, là vừa và là đẹp luôn cho chị nha. Cổ tim tay dài phải mang hay kiểu truyền thống cho mấy chị á, đơn giản dễ mặc luôn cho mình. Mẫu lên tầm 1 đến 2 con mặc vô tư thoải mái luôn cho mấy chị nha. 1m62, 60 con là mấy chị chọn size số 3, 41 con là chị chọn size số 1 luôn cho chị, là vừa và là đẹp luôn cho mình nha. Và mẫu này hiện tại làm lại có ghim lên cho mình rồi á. Màu trắng. Trời ơi, màu trắng, trắng mà đi với quần đen nó trắng lúc nào chịu luôn. Nổi mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em là màu trắng nha cả nhà ơi. Bao nhiêu một bộ phi em? Dạ 173 ngàn bộ thôi chị. Gì? Cái này số màu này đi. Mấy hả? Chứ cái nào không hay. Cái gì ạ? Trời ơi, em đang mặc là màu trắng cả nhà ơi, trắng 88 ngàn luôn giùm em đi cục vàng ơi, trắng 88 ngàn luôn giùm em nha. 43 con là chọn giùm em là size 1 nha cục vàng ơi, trời màu trắng đẹp nè cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu trắng nha cả nhà ơi. Rồi trắng 88 ngàn, con này chọn giùm em là màu xanh ngọc nha, một bộ là 174 cục vàng ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em nó sẽ là màu xanh ngọc cả nhà ơi, rồi xanh ngọc 88 ngàn luôn giùm em. Năm mươi hai con là chị Nhắc Phật có hẹn mình chọn size số 2 luôn cho chị, là vừa là đẹp nha. Ồ, màu xanh ngọc đẹp quá mấy chơi, rồi xanh ngọc 88 ngàn luôn giùm em cả nhà ơi, rồi xanh ngọc 88 ngàn luôn giùm em nha. Còn chị 41 con và 41 con là chị Nhắc Phật có hẹn mình chọn size số 1 luôn cho em, là vừa phải là đẹp luôn cho mấy chị nha. Đây màu đỏ giùm em cả nhà ơi, rồi đỏ 88 ngàn luôn giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu tím cả nhà ơi, tím 88 ngàn luôn giùm em nha, 88 ngàn màu tím giùm em cả nhà ơi. Còn chị 56 con, 56 con là chị Nhắc Phật có hẹn mà chọn số 3 luôn cho mình, là vừa là đẹp luôn cho mình nha. 47 con nào chọn màu đó cho mình đi mấy chị.
Còn chị 41 con, dạ 41 con này chị cũng nhắc Phật với em chọn size số 1 luôn cho giúp em thì là vừa là đẹp luôn cho chị nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là 88.000 luôn mấy chơi. 47 con là size 1, 52 con là size 2 giùm em nha. Rồi quần là quần trắng và quần đen mấy chơi, mấy chị có quần trắng quần đen thì cũng được nha. Dạ vải thì đang mặc ạ, em đang mặc hiện tại là vải thun mấy chơi, nó là chất thun nha. Đây coi giãn thoải mái mềm mịn cho mình luôn, chất thun con này mặc đã lắm cục vàng ơi. Rồi 88.000 luôn giùm em đi cục vàng ơi. Còn chị 52 con là mình chọn size số 2 luôn cho chị là vừa là đẹp luôn cho mình nha. Cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Rồi một bộ là 173 chị ơi, áo 89.000 chị có thể em rồi áo là 88.000, quần 85.000 chị mua bộ cũng được, chị mua áo lẻ cũng được nha. Rồi con này 88.000 màu cam sữa giùm em cả nhà ơi. Trời ơi màu xanh lá nó xinh cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là xanh lá nha cả nhà ơi. Còn chị bé ba ơi, tranh thủ lấy luôn cho chị một bộ về mặc thử nên mới chị này đẹp lắm. Cũng được và chị mua áo không cũng được cục vàng ơi. Rồi xanh lá có hai màu, một xanh lá đậm và một xanh lá nhạt nha cục vàng ơi. Đây em có cho mình nào, quần có quần đen không chị? Có chơi em bán có quần đen nha, quần đen là mã 1 có chơi, đưa đây chị nắm đậm cho chị nè. Quần đen ghim vào cái mã số 1. Mã 1 nè chị ơi. Đây cái áo em đang like là em đang ghim nè cục vàng ơi. Nè chị bấm vào cái giỏ hàng đúng không? Áo đang like là đang ghim, cái quần là nó nằm ở dưới cái mã này nè, cái quần ghim là mã 1 cho chị dễ mua em ơi. Rồi. Em quần mã số 1. Rồi quần mã 1 giùm em đi chị ơi, quần là mã 1 giùm em, áo là em đang ghim nè, quần là mã 1 nha. Chị mua áo rồi mua quần nhắc vào giỏ hàng giùm em nha cục vàng ơi. Rồi quần này đẹp lắm mấy chú ơi, xuất sắc. Con này với giá cũng rất là hợp, rất là tri ân luôn cho mấy chị rồi nha. Có 89.000 thôi mấy chị, cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Trơn nó dễ mặc cả nhà ơi. Trơn nó dễ mặc cực kỳ cho mấy chị luôn nha. Chị nào đang vào xem live ưng em đang mặc nữa thì tranh thủ vào giỏ hàng 89.000 luôn giùm em đi cả nhà ơi. Còn nếu mà chị nào không biết nữa. Trong qua giờ ăn 600 cơm rồi. Không rồi 174 luôn giùm em cả nhà ơi. 52 con là size 2 giùm em, 43 con là size 1 nha. Quên kể nữa chứ. Im mày. Mở mẹ ăn ngủ nghe. Vậy quốc 6 cơm. Rồi mua một bộ mà có quần đen mua sao chị, đây em muốn dẫn cho chị dạ. Mua nha. Dạ. Chị thêm vào giỏ hàng á. Dạ là trước tiên chị muốn thêm vào giỏ hàng á là chị phải nhắc vào cái giỏ hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn cho giúp em nha. Dạ. Nè cái mã hiện tại đi chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã đăng like kế chú mua sẽ có một cái dấu hàng màu đen. Chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu đen kế chú mua luôn cho giúp em gọi cái này là thêm vào dấu hàng á. Cái mình chọn cái mặc áo trước nè, lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình xong rồi chị nhắc vào chữ thêm vào dấu hàng ở dưới đây. Quần hiện tại đang ghim là cái mã số 1 là chị cũng làm tương tự như là cái áo. Đây chị cũng phải nhắc vào cái dấu hàng màu đen kế chú mua một lần nữa. Cái mình chọn cái màu quần này, chị quần trắng ở đây, quần đen thì nằm kế bên, bên. Lướt xuống cái mình chọn cái size, mình lấy áo size 1 chọn quần size 1, lấy áo size 2 chọn quần size 2 nhắc vào chữ thêm vào dấu hàng. Bước cuối cùng là sẽ lên cái dấu hàng màu đen ở trên đây nè, tích vào cái dấu hàng màu đen ở trên cùng, tích vào cái áo, tích vào cái quần chị mới vừa đặt đúng không, nhấp vào chữ thanh toán ở phía trên đây, điền tên đồ của chị đồ đó, nó cứ hỏi một cái gì thì mình điền cái đó luôn cho mình giúp em. Lướt xuống tích vào chữ thanh toán khi nhận hàng ở dưới đây, nhấp vào chữ đặt hàng để chia sẻ có đơn rồi, nha. Rồi 88.000 luôn giùm em nha. Có loại nào giống áo màu vàng sau lưng không, 66 con 1m6 là size 3 chị ơi, vàng em chỉ có vàng tươi thôi chị ơi. Dạ còn là sao là nó chỉ có nguyên bộ thôi, mẫu này em có màu vàng nhưng mà là vàng tươi, chị chịu trơn không cục vàng ơi, hay là chị muốn bông luôn? Dạ chỉ còn còn nếu như mà chị muốn nguyên một bộ luôn như thế này là nó chỉ có cái giày thôi cục vàng ơi. Còn chị bé ba ơi. Dạ còn nếu như mà chị bé ba đặt không được thì chị đặt cái áo trước xong rồi chị quay lại chị đặt cái quần nha, tại vì hôm nay em thấy được điện ship hết cả nhà ơi. Hoặc là chị đặt hai đơn liên tục là cũng sẽ dọn đơn vào cho chị thôi cũng được. Rồi chị cầm 1m6, 66 dạ. Còn là size số 4 nha. Dạ size 4 giùm em nha cục vàng ơi. 1m6, 1m6, 66 hả, 66 nào, 60 à. 66 là size 4 giùm em nha. Còn có nó lấy nguyên bộ đi chơi. Tính ra một thường ngày em bán bộ đó là 299 lần á, mà hôm nay còn có 179.000 à cục vàng ơi. Dạ em đang ghim là 199 là nó đã giảm rồi, nó giảm thêm cho mình thêm 20 cành nữa. 41 con và 41 con này chị chọn size số 1 nha. Để em mặc màu xanh ngọc cho cả nhà coi nha cả nhà ơi. Rồi để mặc sang màu khác qua cho mấy chị xem nha. Màu xanh lá là màu đang cầm nè mấy chị, con xanh lá đậm là màu đang cầm luôn cho mấy chị nha. Còn chị bé ba ơi, nếu đặt vào dòng đơn không được thì chị đặt hai đơn liên tục là tự động sẽ cũng dòng đơn vào cho chị thôi nha, phải hai đơn liên tục mới được nha. Một đơn áo và một đơn quần á, có loại nào không quần cho người già 60 tuổi? Dạ có nha, em mới qua được mẫu cho chị á, hoặc là lấy con trơn này thì cũng được, con trơn thì rất là đơn giản dễ mặc luôn cho mấy chị nha. Em nghĩ là lớn tuổi mình lấy con trơn này nó dễ mặc nhất. Còn nãy mới qua cho chị con áo lẻ thun lưới á, có những con màu đen cho chị. Em muốn mua một bộ phải gì chị mặc quần đen 51 con là size số 2 nha. Một bộ thì chị nhắc vào cái dấu hàng đi. Một bộ là size số 2.
Rồi 88.000 luôn mấy chị ơi. Con em đang mặc là màu xanh ngọc nha cả nhà ơi. Rồi chị nào đang vào xem live tranh thủ nha cả nhà ơi. Đây xanh ngọc giùm em nha. Còn chị bé ba ơi. Dạ chị muốn mua một bộ vải quần màu đen 51 con là size 2 vừa nha chị bé ba ơi. Chị bé ba chọn size 2 giùm em nha cục vàng ơi. Dạ em có 1m55 mà, 1m55 mà chị nặng bao nhiêu con? Chị ơi lên giùm em cân nặng nữa. Lên cái chiều cao kèm với cân nặng của chị nữa nha. Chiều cao cân nặng là quan trọng nhất nè chị bé ba ơi. Nếu mà chị đặt không được chị đặt cái áo trước đi rồi chút xíu mình quay lại mình mua cái quần nha cục vàng ơi. 42 con là mình chọn size số 1 luôn cho em là phù hợp nha, size 2. Dạ size 2 giùm em nha cục vàng ơi. Chị cô bé bán kem chọn giùm em là size 2. 46-51 con là size 2 luôn nha. Dạ. Chị bé ba chọn size 2 giùm em đi. Ví dụ như mình đặt không được thì mình vô vô hàng mình mua trước cái áo đi cục vàng ơi. Sao kỳ vậy? Rồi con này tiếp tục luôn giùm em màu xanh lá nhạt cả nhà ơi. Rồi 88.000 luôn giùm em nha. Rồi 47 con tắt cái đó cho nó đỏ nào bên đây. Rồi con này là xanh lá nhạt luôn giùm em 88.000 nha. Cái đó nó dâm nha. Rồi con này chọn giùm em là màu xanh lá cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là màu trắng nè. Còn chị bé ba ơi vô giỏ hàng giùm em nha. Tranh thủ lấy luôn cho chị hai con về mặt nên mấy chị mới nghe ngại mấy chị mặc màu luôn nha. Bà ba trơn thì nó không bị sợ bị lóng mắt và không sợ bị lỡ thời luôn gì luôn cho mấy chị á. Rồi màu trắng luôn giùm em cả nhà ơi. Rồi trắng 88.000 luôn giùm em. 47 con là size 1, 52 con là size 2 giùm em nha. 41 con mặc được mẫu này không em? Dạ 41 con là mình chọn size số 1 luôn cho em là vừa và là đẹp luôn cho mấy chị nha. Đã săn đã mua luôn sinh ngày hôm nay rồi thì mình cứ thiệt còn em đi bên em mua kèm sản phẩm trong cho chị rất là nhiều luôn á. Rồi tím 88.000 luôn giùm em. Còn em đang mặc là xanh ngọc nha. Rồi chị bé ba ơi coi thử vô giỏ hàng giùm em coi đặt đồ không nha. Cái máy đâu? Rồi để mặc anh đếm ghim lại cho mấy chuyện lần nữa dạ, nha. Dạ chị nào mà khó quá thì mấy chị đặt cái áo trước rồi mình đặt cái quần sau cũng được. Hai đơn liên tục cũng tự động nó dồn vô cho mình nè cả nhà ơi. Rồi đang mặc hiện tại cho em là xanh ngọc nha. Mình càng lớn tuổi bằng quà ba trơn nó càng đẹp mấy chơi biết sao không? Nó trơn nó đơn giản nó dễ mặc cả nhà ơi. Rồi quần bên em có hai màu quần trắng và quần đen cho cả nhà nha. Còn quần bên em là 85.000 cái em mua bà em ba trơn. Em mua bà ba trơn thì vô gọi hàng đi em biết đặt hàng không? Quan trọng là em biết đặt hàng không? Biết thì vô gọi hàng đặt giùm chị đi. Mã đang ghim á, đếm ghim lại cho mình lần nữa nha. Mua cái áo trước xong rồi mình vô giỏ hàng mình mua lại thêm cái quần nữa. Còn không biết thêm vô giỏ hàng mình mua từng cái như vậy. Rồi mới ghim lại cho chị rồi nhấp vào cái chữ mua dạ, đi. Dạ mà quan trọng á là chị ơi chị bé ba là chị có biết đặt hàng trong giỏ hàng không? Biết thì vô giỏ hàng đặt giùm em nha. Em mới vừa ghim lại bấm vào chữ mua là đặt được à. Rồi còn chị cô bé bán kem nữa nè. Cục vàng ơi đặt được đơn chưa? 56 con là mình chọn size số 3 luôn cho em đầu vừa và đẹp cho mấy chị nha. Còn mình 52 con là mình chọn size số 2 á. Rồi màu hồng 88.000 luôn giùm em cả nhà ơi. Rồi hồng 88.000 luôn giùm em nha. Con này là màu hồng giùm em nha cả nhà ơi. Mình 41 con là mình nhấp vào cái hàng mình chọn size số 1 luôn cho em đầu vừa và đẹp dạ, cho mấy chị nha. Chị bé ba ơi, chị bé ba quan trọng là chị bé ba có đặt được đơn cục vàng ơi. Chị bé ba có biết đặt đơn không? Cảm ơn chị đặt hàng đặt đơn luôn nha. Bên em có kèm sản phẩm tri ân cho chị nha. Một áo cũng có cho mình, hai áo cũng có cho mấy chị luôn. Tranh thủ mình đặt đơn đi mấy chị, bên em sẽ tranh thủ đưa đơn sớm nhất có thể luôn cho mình nha. Còn chỉ cần 1m63 mà chị 70 con là chị nhấp vào cái hàng mình chọn size 4 luôn cho giúp em nha. Rồi 88.000 luôn giùm em. Con này là màu hồng cả nhà ơi. Hồng 88.000 em sẽ có màu vàng nè cả nhà ơi. Rồi con này là màu vàng nè. Con này là màu xanh lá đậm nè. Và con này là chọn giùm em là màu xanh du nha cả nhà ơi. Rồi giá trơn 88.000 luôn giùm em. Đây nè, chị nào để em hướng dẫn lại cho mấy chị đặt hàng thử nha cả nhà ơi. Chị nào mà không biết nữa báo giùm em, bên em hỗ trợ cho mấy chị nha. Đây em hướng dẫn cho mấy chị nè mấy chị ơi. Rồi 88.000 một áo nha cục vàng ơi. Đây em hướng dẫn cho mấy chị mua nè. Rồi đầu tiên mấy chị ơi, mấy chị thấy cái giỏ hàng màu vàng, mấy chị nhấn vào cái giỏ hàng màu vàng giúp em. Chị nào mua hai một áo thì mấy chị nhấn vào cái giỏ hàng nè. Nó chị nào mua một áo thì bấm vào chỗ mua, còn mình muốn mua một áo một quần á thì kế bên cái chỗ mua nó sẽ có cái giỏ hàng màu đen nè, mấy chị bấm vào cái giỏ hàng màu đen. Xong rồi mình chọn cái màu mình ưng trước rồi mình chọn giùm em là cái size, bấm vào chỗ thêm vào giỏ hàng giùm em. Đây nó để chủ đã thêm vào giỏ hàng. Tiếp theo mình chọn vào cái quần mình bấm vào cái giỏ hàng màu đen một cái nữa. Xong rồi mình chọn cái quần màu đen. Xong rồi mình xuống mình chọn size, mặc size nào chọn size đó bấm vào chữ thêm vào giỏ hàng giùm em một lần nữa. Rồi mình lên cái giỏ hàng ở trên cùng ở trên đây. Rồi em mới vừa thêm một áo một quần nè cả nhà thấy không? Mình bấm vào chữ thanh toán giùm em. Rồi kéo xuống đây mình kiểm tra cái phần này mình điền tên rồi này kia xong rồi mình kéo xuống mình chọn phương thức thanh toán tích vào đặt hàng giùm em là được nha cả nhà ơi. Rồi 88.000 một áo quần, 85.000 luôn giùm em, tim lên giùm em đi cả nhà ơi.
Đó, em có hướng dẫn cho mấy chị rồi, mấy chị cứ bấm vào dọn hàng giùm em làm, mấy chị sẽ mặc được nha cả nhà ơi. Rồi, 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi, 42 con là size 1 giùm em nha. Rồi, tim vào màn hình giùm em à, em hiểu ý chị rồi. Đúng rồi, cục vàng ơi, mình phải vô giỏ hàng mình mới mua được. Ok chưa cục vàng của em ơi? Dạ, ok rồi, vô giỏ hàng đặt được đơn rồi, báo giùm em kèm sản phẩm cho mình nha. Nó mình đặt đơn mình phải vào giỏ hàng như vậy mình mới đặt được đơn cục vàng của em ơi. Rồi, 88.000 một áo em đang mặc hiện tại, chị nào lấy chọn giùm em, nó sẽ là màu hồng nha cả nhà ơi. Rồi, con này chị nào lấy chọn giùm em là màu vàng nè, màu xanh lá nè, và cuối cùng chọn giùm em là màu xanh dương nha cả nhà ơi, 88.000 luôn giùm em. 47 cân là size 1 nha, chị bé ba đặt được đơn rồi, bảo giùm em hỗ trợ cho mình nha. Nó cũng dễ lắm, cái đó mình mới mua được, còn cái này em không có nguyên một bộ, tại vì có nhiều chị, một chị thích một quần màu trắng rồi, có nhiều chị. Hả? Mình nghe hiểu luôn. Xanh lá hết size bự rồi hả? Dạ, size lớn hả chị ơi? Xanh lá hết size 5 hả? Còn chứ em còn xanh lá nhạt được không? Kêu chị lên thêm vô đi, xanh lá còn size 5 kìa. Đếm thêm lên nha chị Hà Lê ơi. Ừ, thêm xanh lá vô đi em. Để chị kiểm tra lại cách. Em còn xanh lá nhạt được không chị Hà Lê ơi? Xanh lá nhạt là con này nè. Xanh hết rồi. Thì sao vậy? Đây nè. Hai tí. Mình đổ vô lại với keo. Chứ sao ăn? Ăn được không? Ăn là bụng đó. Rồi con này chọn em. Kém ghê lắm. Mà sáng nó canh con này. Cơm thấm. Mà xui quá à. Xui khí khô quá. Đấy nó sáng nó gọi với bộ. Rồi con này chọn giùm em là màu xanh lá cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là màu xanh lá cả nhà ơi. Rồi xanh lá nhạt luôn giùm em, 88.000 nha cả nhà ơi. Xanh lá nhạt luôn giùm em cả nhà ơi. Rồi xanh lá nhạt giùm em nha. Em còn xanh lá nhạt rồi không cục vàng ơi? Còn chị bé ba ơi, chị bé ba đặt được đơn chưa? Chị bé ba ơi, chị bé ba đặt được đơn chưa cục vàng của em ơi? Rồi chị nào đang vào xem live tranh thủ và giỏ hàng giùm em nha. Đây con này chọn giùm em là xanh lá nhạt, 89.000 luôn. Em xin lỗi, 88.000 cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là màu hồng nha cả nhà ơi. Rồi hồng 88.000 luôn giùm em, hồng 88 cả nhà ơi. Rồi hồng 88.000 luôn giùm em. Còn em đang mặc hiện tại là màu xanh ngọc nha. Quần hai màu, quần trắng và quần đen nha cả nhà ơi. Mình coi thử giùm em đi, mình ưng màu nào mình vào giỏ hàng mình chốt màu đỏ giùm em nha. Rồi áo chị đang mặc là màu xanh ngọc nha. Em đang mặc là màu xanh ngọc nha chị ơi. Trời ơi, cái màu xanh màu tím nè cả nhà ơi. Rồi em đang mặc hiện tại là xanh ngọc. Cái màu xanh ngọc này nó ngọt lắm, mới chơi bên ngoài màu cực kỳ ngọt luôn á. Rồi còn không mấy chị lấy màu cam sữa cũng đẹp nữa nè cả nhà ơi. Rồi đang mặc chế nào lấy chọn giùm em nè, mới chơi màu xanh ngọc. Rồi con này chọn giùm em là cam sữa nha. 42 con là size 1 giùm em, đã đặt thành công một áo. Rồi có màu trắng không em? Dạ chú ơi, mẫu này em có màu trắng nha. Đây. Đây nè cục vàng ơi, mẫu này bên em có màu trắng nha chị đẹp ơi. Đây màu trắng nè chị ơi. Em có trắng đen nè, em có đủ màu trắng nè, em có mặc rồi nè, em có đủ màu cho mấy chị nha. Rồi mẫu này em có màu trắng màu đen cho mấy chị nha mấy chơi, 88.000 luôn, 47 con là size 1, 52 con là size 2 giùm em nha. 43 con là chọn giùm em là size 1, chị nào mà không biết đặt hàng nữa thì mấy chị cứ comment lên bên em hỗ trợ cho mấy chị nha. Rồi 88.000 luôn giùm em cả nhà ơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em luôn, nó sẽ là màu trắng nha cả nhà ơi. Rồi trắng 88.000 luôn, 42 con là size 1 giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em, nó sẽ là màu hồng nha cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em, nó sẽ là màu tím nha. Rồi con này là cam sữa, còn em đang mặc là cam ngọc. Em xin lỗi, em xanh ngọc nha mấy chơi. Đang mặc hiện tại cho em là màu xanh ngọc nha cả nhà. Wow. Nó gọi chứ phải không nói đâu. 65 con vậy, 65 con là chị chọn size số 4 luôn, cho em nào vừa và đẹp cũng cho mấy chị luôn nha. Đúng rồi, xanh lá nó hết trơn, xanh bự chưa, xanh năm mình nó hết trơn, nó còn xanh lá nhạt không à. À không có quần đen ống nhỏ hả chị? Dạ có nha, quần đen ống nhỏ để em ghi mã 1 cho mình. Quần nè. Đen ống nhỏ thì 65.000 cái nha cục vàng ơi. Ủa
quần đen ống nhỏ thì 65 rồi. ngàn cái. Mã số 1 nha, quần đen ống nhỏ 65 ngàn cái. Quần đen hiện tại đang kêu mà cái mã số 1 cho mình á. Rồi 88 ngàn rồi mã 1 á chơi. Quần đen ống nhỏ 65 ngàn kêu lên mã 1 cho mình rồi. Mình vô giỏ hàng rồi mình thấy liền à. Quần đen ống nhỏ là 65 ngàn, còn quần ống rộng là 85 ngàn lận nha. Dạ chị thấy chưa chị bé ba ơi, cái quần ống nhỏ là chỉ có 65 ngàn cái thôi, còn ống rộng là 85 ngàn giùm em ha. Rồi chị ơi vô giỏ hàng giùm em đi chị bé ba ơi, chị vô giỏ hàng chị thấy chưa chị ơi, thấy cái mẫu em mới vừa ghim cho mình chưa? 88 ngàn một áo em đang mặc hiện tại, chị nào lấy chọn giùm em là xanh ngọc nha cả nhà ơi. 88 ngàn là mấy chị được một áo thôi nha, còn cái bộ là 174 ngàn lận nha. Vì vậy mà mấy chị ưng 173 ngàn, còn mấy chị ưng con màu nào thì chọn con màu đó cho mình đi mấy chị. Chơi. Rồi con này chọn giùm em là màu hồng cả nhà ơi. Rồi hồng 88 ngàn luôn giùm em nha. Còn mình 56 con này chị nhắc thôi, có hẹn mình chọn size số 3 luôn cho em đợt vừa luôn cho mấy chị nha. Còn chị 52 con là chọn size 2 á. Rồi quần bên em hai màu, quần trắng quần đen có 85 ngàn cái thôi mấy chị ơi, đây. Quần trắng này mấy chị, quần trắng là một màu cực kỳ xịn sò cho chị nha. Rộng thì ống 30 giùm em, 88 ngàn luôn cả nhà ơi. Rồi con quần này là 85 ngàn, 42 con là size 1 giùm em đi. Còn chị 56 con là chị nhắc Phật có những hàng mình chọn số 3 luôn cho em đọc vừa luôn cho mấy chị nha. Và mẫu này hiện tại là em đã có ghim lên cho mấy chị rồi á, với giá rất là siêu ân và cực kỳ lâu đãi luôn cho mình rồi nha. Rồi con này chọn giùm em là xanh bơ cả nhớ ơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em là xanh bơ 88 ngàn luôn giùm em. Xanh bơ một bộ là 174, mất cục dạng một bộ em sẽ đổi 173. Rồi con này chọn giùm em là màu tím cà cả nhớ ơi. À, lấy cho chị một áo đang mặc màu 16-70 con là mình chọn số 4 cho chị là phù là đẹp nha. Rồi em đang mặc là xanh ngọc cả nhà ơi. Rồi đang mặc là xanh ngọc cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em nó sẽ là màu xanh bơ nha cả nhà ơi. Rồi xanh bơ 88 ngàn luôn giùm em. Còn chị 48 con này chị cũng chọn size số 1 luôn cho em là vừa và là đẹp luôn cho mấy chị nha. Và mẫu này hiện tại làm đã có ghim lên cho mấy chị rồi á. Cảm ơn chị đặt hàng được đơn luôn nha. Rồi con này tiếp theo cho em là màu màu này luôn mấy chị ơi. Màu này là màu xanh rêu. Rồi xanh rêu giùm em 88 ngàn. Màu xanh rêu 88 ngàn một con luôn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Hai con bị ship không em, dạ chơi với ship hay không thì mình phải mua thử nha. Chứ em không có hỗ trợ ship cho mấy chị nha. Cam sữa đi, cam sữa thì màu sắc ngọt. Cam sữa thì đẹp cho mấy chị luôn nha. Đây nè, cục vàng ơi, cam sữa này chị ơi. Rồi cam sữa 88 ngàn luôn giùm em, cam sữa màu đẹp lắm, màu ngọt cực kỳ. Em sẽ bị qua cho chị một con mẫu mới nữa nha. Vì vậy mà chị nào hiện tại chị đặt nữa, tranh thủ đặt hàng đi mấy chị. Một bộ bao nhiêu á? Và một bộ là một trời ơi. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chơi. Con này chọn giùm em là cam sữa chơi tôi hay gì mà. Rồi con này chọn giùm em là cam sữa mấy chơi, cam sữa 88 ngàn luôn giùm em. Còn mấy chị ơi, mấy chị đặt hàng được chưa? Chị bé ba ơi, chị đặt hàng được chưa? Quần ống nhỏ chị hiện tại đang ghim là cái mã số 1 nha. Chị không biết đặt hàng thì mấy cái việc comment lại đi bên em hỗ trợ lại cho chị một lần nữa. Rồi cam sữa 88 ngàn luôn giùm em, 42 con là size 1, 57 con là size 3 giùm em đi cục vàng ơi. Áo đăng cầm là xanh rêu nha, còn cam sữa thì chị My Yến ơi. Chị My Yến tranh thủ lấy luôn cho chị con về mặt nha. Rồi 88 ngàn luôn giùm em á chơi, 47 con là xanh 1 nè chị Yến ơi, con này là cam sữa giùm em nha. Đang phần xem like chia sẻ phiên like cho mà bạn thân của phần một cùng đi mấy chị. Chơi. Rồi chị nào không biết đặt hàng thì báo giùm em, anh em hỗ trợ cho mình nha. Rồi cam sữa 88 ngàn luôn giùm em, 42 con là xanh 1 kim lại đi em ơi. Rồi để em kim lại cho mấy chị lần nữa nha. Rồi hiện tại mẫu này làm đã mới ghim lại cho chị rồi á, có màu xanh biển không em, nhà có nhà nhà không có nha, em chỉ có xanh rêu thôi. Rồi chị nào đang vào xem nay tranh thủ nha cả nhà ơi, 88 ngàn luôn giùm em nha. Còn mình 52 con là mấy chị chọn size số 2 luôn cho mình là vừa và đẹp luôn cho mấy chị nha. Ưng con màu nào thì chọn con màu đó cho mình luôn đi mấy chị. Rồi 88 ngàn luôn mấy chị ơi, em chuẩn bị qua mẫu chị nào mà hiện tại còn ưng em đang mặc nữa thì vào giỏ hàng giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là